chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 241 Cô gái trong tòa nhà nào, vô song nghiêng mặt liếc hách liên dục một cái, thấy hắn chỉ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì nàng lại vụng trộm liếc mặt liên một cái, đã thấy nha nha lúc này đang ngồi ở trên bàn trà hưởng thụ điểm tâm, vô song âm thầm hướng hắn trợn trắng mắt, ăn vui như vậy, cũng không sợ trung mị dược gì đó, thì ra là khách nhân đặc biệt, hồng ma ma kia mau mang khách lên đi. Các chị em phụ nữ ở tầng trệt là tốt. Đỗ quyên cô nương thấy đông phương dịch nói như thế, cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Chỉ là ánh mắt vẫn đặt ở trên người hách liên dục quét qua nhìn lại, lại thoáng nhìn vô song bên cạnh hắn, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khác, muội muội là cô nương trong lầu nào. Đỗ Quyên nhìn vô song, vừa muốn đi lên đã bị dì Hồng đứng bên cạnh cô giữ chặt, Đỗ Quyên, đừng hồ nháo, nàng không thấy vị công tử kia đã tức giận sao, còn không mau xin lỗi mộ cô nương sao. Ánh mắt vốn ôn hòa của Đông Phương Dịch đột nhiên trầm xuống, những cô nương đứng trên lầu, vốn là muốn xuống lầu, nhưng sau khi nhìn thấy tình huống này, đều nhao nhao dừng bước, đáy mắt đều hiện lên vui sướng khi người gặp họa. Đỗ Quyên ỷ vào mình là hoa khôi nơi này, không ít lần khi dễ cùng châm chọc bọn họ, hiện giờ lại dám đắc tội bằng hữu của chủ tử, các nàng ngược lại muốn nhìn xem, lần này nàng còn tiếp tục kiêu ngạo như thế nào. Đỗ Quyên thấy vậy, sắc mặt nhất thời trắng bệt, cô cũng không nghĩ tới mình lại nói ra những lời này, đây chẳng qua là trong lòng có chút khen tị làm quái, mình tuy rằng xinh đẹp, hiện giờ đã dần dần không bằng trước kia, trước kia nàng có thể giống như mộ cô nương này mặt trắng hướng lên trời vẫn xinh đẹp động lòng người, thế nhưng thời gian thúc giục người khác, hiện giờ mỹ mạo này của nàng, cũng chỉ có thể dựa vào những son phấn này để tu thành, mộ cô nương, thực xin lỗi. Là đổ quyên nhất thời miệng vụng về, mạo phạm mộ cô nương, kính xin mộ cô nương tha thứ, ngay cả khóc cũng có ý vị như vậy, quả nhiên là hoa khôi, thấy nàng cũng không làm chuyện gì có hại cho mình, vô song vốn định không so đo. Lại nghe được thanh âm hơi trầm thấp của hách liên duật vang lên bên tai nàng, đây là phu nhân của ta, cũng là thế tử phi của Bắc Đình quốc ta, Đỗ Quyên cô nương cảm thấy nàng là cô nương trong lầu nào đây? Cái gì? Hắn là thế tử của Bắc Đình quốc, khó trách bộ dạng tuấn tú mê người như vậy, thì ra là thế tử Hách Liên trong lời đồn, cũng không phải, ta có thể nghe khách nhân của ta nói, vị thế tử này còn là đại công thần của Bắc Đình quốc hiện giờ, nghe nói đại hoàng tử Đông Ngạo quốc chúng ta cũng là bị hắn bắt được, ngươi nói chuyện phải chú ý một chút, chớ để chủ tử nghe xong đông ngạo quốc chúng ta cũng không có đại hoàng tử gì. Chỉ là một cái bán, quốc gia, trọng mà thôi, đại hoàng tử này hiện giờ chính là sĩ nhục trên dưới đông ngạo quốc, tất cả mọi người đều không dám nhắc tới người này, đúng vậy, phải chú ý một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem, chọc cho việc này so với thế tử hách liên, đổ quyên nàng làm sao có thể trốn thoát được, cô nương trên lầu đều đang thấp giọng thảo luận, ánh mắt lại mừng rỡ như đi nhìn xuống dưới lầu, tự hồ đang chờ xem, hoa khôi phong quan vô hạn ngày xưa này, sẽ rơi vào kết cục gì? Khi nghe được hách liên dục tự báo ra thân phận, đổ quyên kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra tái nhợt, chỉ thấy nàng phốc thông một tiếng quỳ trên mặt đất, mộ cô nương, hách liên thế tử, cầu xin các ngươi tha cho ta đi, là ta có mắt không trồng mắt, lại không nhìn ra thân phận thật sự của mộ cô nương, kính xin hai vị đại nhân có đại lượng, tha cho tiểu nữ tử đi, dung, để mặt tam hoàng tử, liền tha cho nàng một lần đi. Nói không chừng nàng cũng chỉ là hành động vô tâm, hơn nữa, chúng ta dù sao cũng là khách, đừng để chủ tử khó chịu." Vô Song kéo tay Hách Liên giật, thấp giọng khuyên nhủ, lấy tình huống trước mắt xem ra, cho dù bọn họ không tính toán, Đông Phương Dịch cũng sẽ không để cho nàng sống tốt, còn không bằng bán mặt mũi Tam hoàng tử một cái, người này lưu lại một đường, ngày sau gặp mặt, Hồng Di còn không mau mang nàng xuống sao? Thật là một thứ đáng xấu hổ đông phương dịch lắc lắc tay áo hừ nặng nề một tiếng trước khi hồng di đi tới đông phương dịch hơi rũ mắt xuống một chút sau đó lại nâng lên hồng di hơi sửng sốt sau đó ánh mắt nhìn đổ quyên tràn đầy thương hại vô song bị động tác liên tục này của bọn họ làm cho sửng sốt đây là có ý gì chẳng lẽ là đang truyền ám hiệu gì hồng lâu này thật không đơn giản gõ cửa cũng phải ám hiệu trừng phạt cá nhân cũng phải ám hiệu tam hoàng tử cũng đừng quá nghiêm dù sao đổ quyên cô nương cũng không làm sai cái gì. Ở trước khi tiến vào ghế lô, vô song nhìn đông phương dịch nói, mộ cô nương chớ có lo lắng, ta tự có chừng mực. Bất quá là đóng cửa vài ngày mà thôi, nữ nhân kia ít nhất còn có chút giá trị lợi dụng, đây chính là nguồn gốc kinh tế của hồng lâu, làm sao có thể phạt nàng quá nặng, phu nhân, ngươi chính là quá thiện lương. Nữ nhân kia rõ ràng chính là đang châm chọc ngươi giống như nàng, là, câm miệng lại, mặt liên vừa muốn nói ra miệng, nhất thời bị lời nói lạnh lẽo của hách liên lan ngăn cản, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện mình vừa chuẩn bị nói cái gì, phu nhân, thực xin lỗi, mặt liên hơi ảo não, hắn làm sao có thể đem phu nhân bọn họ so sánh với loại nữ nhân lăn lộn trong hồng trần này, thật sự là tội lỗi a, à? không có việc gì. Vô song khẽ lắc đầu với hắn, anh có tử tế không? Kỳ thật nàng một chút cũng không thiện lương, nàng bất quá là không dám đánh cuộc hiện tại có được hết thảy nàng cũng không dám mất đi, sợ mất đi, lão hòa thượng kia nói hiện giờ còn lịch lãm ở bên tai, nàng làm sao có thể quên, đa tạ mộ cô nương vì đổ quyên cầu tình, nàng cũng bất quá chỉ là một nữ tử đáng thương mà thôi. Vô song quay đầu lại, chỉ thấy Hồng Di đang bưng ấm trà đi vào, vô song hơi gật đầu với nàng, trong lòng âm thầm cười đùa, nàng cũng không cho rằng mình là người thiện lương, nếu là có thể. Ai nguyện ý ở lại nơi nước sôi lửa bỏng này? sự khác biệt giữa nhà thổ và hậu cung là gì? Đồng dạng đều là giết người không chớp mắt, đồng dạng đều là nơi A Duẩn ta gạt, nàng thân là ma ma nơi này, quản lý tất cả các cô nương nơi này, tâm tư của ai như thế nào, ai lại làm chuyện gì, nàng há có thể không biết. Chẳng qua là mở một con mắt nhắm một cái mà thôi. Dì Hồng khẽ thở dài, lên bàn rượu ngon đồ ăn, ra ngoài lâu như vậy, chúng ta còn chưa từng dùng bữa trưa, Hồng Di kêu người mau chóng làm xong đưa tới. Đông Phương Dịch nói với Hồng Di đang rót trà cho bọn họ, vâng, chủ tử. Dì Hồng Nữ ngồi xổm về phía hắn, sau đó đi ra ngoài, này. Thật đúng là có chút đói bụng, vốn là ngày ăn thịt cá lớn, chúng ta lại một mực đến đây chịu tức, tam hoàng tử phải hảo hảo bồi thường chúng ta mới đúng. Mặt liên vuốt ve bụng, nói thầm với Đông Phương Dịch, Đông Phương Dịch nghe vậy nhịn không được cười khẽ, đây là tự nhiên, là để cho mấy vị chịu ủy khuất, ta định rượu ngon thức ăn ngon dâng lên, đợi rượu trên mặt nước đến, ta nhất định hảo hảo bồi tội mấy vị, cái này cũng không sai biệt lắm. Mặt liên tục xoay chén trà trong tay, biểu môi nói, vô song cùng hách liên dục ném một cái mắt cá chết về phía hắn, từ trong cung yến vẫn ăn cái gì, làm sao có thể đói hắn. Chương 242 có một phần, hoàng hôn buông xuống, trên đường phố một mảnh đèn đút sáng trưng, hồng lâu cũng mở rộng cửa lớn, các cô nương cũng ăn mặc rực rỡ, xuống dưới lầu kéo khách. Hôm nay Hoa Khôi không có ở đây, cơ hội các nàng tiếp cận những người giàu có kia càng nhiều, nói không chừng đụng phải mình, chuột mình trở về làm tiểu thiếp gì đó, cũng so với ở lại chỗ này tốt hơn a. À. Tuy nói nơi này ăn ngon, mặt cũng ấm áp, nhưng mà là một nữ nhân, ai không muốn có thể ở thời điểm già đi, có một chỗ dựa chứ? Hồng Di a, hôm nay sao lại không nhìn thấy Đổ Quyên cô nương? Đúng vậy, chính là chúng ta đang chạy tới Đổ Quyên cô nương. Ôi chao! ta nói các vị đại gia, đổ quyên chúng ta hôm nay không tới, còn không phải đều là bởi vì các ngươi sao, ngày này mỗi ngày vì các ngươi đánh đàn hát khúc đến nửa đêm, sao có thể không mệt xấu. Nàng A, hôm nay cần nghỉ ngơi vài ngày đây, nào, các cô gái, mau đến hầu hạ mấy vị đại gia, dì Hồng ra vẽ quái đảng mắng những vị khách nhân kia một chút, sau đó lại gọi mấy vị cô nương phía sau nàng tới, tuy nói tư sắc so ra kém đổ quyên thân là hoa khôi. Nhưng cũng không kém bao nhiêu huống chi, cho dù trong lòng những người đó bất mãn, cũng không dám làm ra chuyện gì khác thường, ai bảo đây là địa bàn của tam hoàng tử, ở đông ngạo quốc, đó là thà đắc tội hoàng thượng, cũng không muốn đắc tội tam hoàng tử, vì sao? Bởi vì đắc tội hoàng thượng nói không chừng còn có thể chọn ngày hỏi trảm, đắc tội tam hoàng tử, có thể sống đến giây sau hay không, vậy cũng không dễ nói. khách liên dược cùng đông phương dịch hai người ở trong phòng đánh nhau hơn nửa ngày, nếu hôm nay đều tối, hai người vẫn không phân biệt bá trọng không phải, ta nói các ngươi có xong không? Từ khi ăn cơm trưa xong đến bây giờ, đã qua mấy canh giờ, ta cùng phu nhân đều ăn cơm tối, trà đều qua một chén, các ngươi còn đang đánh cờ, mỗi đĩa đều là ngang tay, có ý tứ sao? Mặt liên ngồi trên ghế, một bên chân còn đặt lên ghế, cà lơ phất phơ nhìn về phía hai người vẫn trầm mặt không nói, trợn trắng mắt, tức giận nói, hách liên dung tay cầm cờ trắng, vững vàng rơi vào bàn cờ, cuối cùng vẫn lấy ngang tay chấm dứt trình độ kỳ nghệ của tam hoàng tử quả nhiên cao hôm nay bản thế tử chơi rất nghiện cả hai trình độ kỳ nghệ của thế tử hách liên cũng không thấp hôm nay có thể đụng phải đối thủ như thế tử hách liên tại hạ cũng cảm thấy rất nghiện ta đi các ngươi đây là đang khen ngợi lẫn nhau hay là đang khoe khoang vô song cũng gật gật đầu tỏ vẻ nàng đối với vấn đề này cũng rất nghi hoặc tự nhiên là khen ngợi lẫn nhau hai người đồng thanh làm thế nào tôi có thể cảm thấy như khoe khoang nhiều hơn Mặt liên cùng vô song hai người ở trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ, được rồi, đêm nay liền đến nơi này, đa tạ tam hoàng tử hôm nay đãi đãi. Hách liên phong đứng lên, khách khí nói với đông phương dịch, thế tử hách liên khách khí rồi, đi thôi, ta đưa các ngươi xuống lầu. Đông phương dịch cũng đứng dậy theo, sau đó xoay người mở cửa, nói với ba người, không có song phương xuống cầu thang đánh giá tình huống dưới lầu, quả nhiên, kỹ viện chung quy là kỹ viện, không thể thiếu một màn thối rửa như vậy uống rượu đàm tiếu nói chuyện còn có một số cô nương ở trên sân thượng lầu một trợ nhạc nhảy múa còn có một số khách nhân không nhịn được mỹ mạo của các cô nương quan minh chính đại đối với các nàng trên dưới tay vô song thu hồi tầm mắt tùy ý hách liên dung lôi kéo nàng xuống lầu lúc mấy người vừa mới xuống lầu cũng đã có một vài người sáng suốt nhìn thấy bọn họ có vài người nhận ra thân phận tam hoàng tử muốn tiến lên làm quen nhưng lại ngại mấy người hách liên lan cho nên không dám tiến lên vị cô nương kia lớn lên thật đẹp, quả thực so với đổ quyên cô nương còn đẹp hơn vài phần, đông ngạo quốc này từ khi nào xuất hiện mỹ nhân như vậy. Tại sao tôi không có tin tức, các ngươi đừng nói bậy, nhìn thấy công tử bên cạnh mỹ nhân kia chưa? Anh có biết hắn là ai không, ai vậy? Hừ, hôm nay ta cùng cha ta vào cung, nhìn thấy mấy người bọn họ đều ở đây, về sau bởi vì một ít chuyện không vui, liền dẫn đầu rời đi, ta nói cho các ngươi biết bọn họ cũng không phải chúng ta có thể chọc vào vị công tử kia chính là thế tử hách liên của bắc đình quốc bên kia thế tử là mặt thiếu tướng quân của bắc đình quốc cô nương kia cũng là thần y nổi danh ở bắc đình quốc hiện giờ người nọ nói xong trên mặt mang theo đắc ý a à, thì ra mỹ nhân kia là thần y khó trách phong hoa tuyệt đại như vậy đi đi đó là trùng hợp thần y khác cũng không nhất định có mỹ mạo như vậy cáo từ ba người ở ngoài cửa lớn ngừng lại hách liên duật dẫn đầu hướng đông phương dịch gật đầu ra tiếng, cáo từ. Đông phương dịch cũng trả lời hắn một cái gật đầu, mặt liên cùng vô song cũng hướng đông phương dịch gật đầu nói lời tạm biệt, da, có người, ngay khi ba người vừa đi ra khỏi khu náo nhiệt, mặt liên thấp giọng nói, tiếp tục đi, nơi này không phải là địa phương giải quyết. Hách liên lan thấp giọng nói với mặt liên, đối với mấy cái đuôi nhỏ phía sau, hắn hình như đã sớm biết, ừm. Mặt liên nhẹ nhàng gật đầu, Thu hồi sự câu nệ trên mặt, tiếp tục đi về phía trước, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao họ lại đi lối đi về phía đường chết, đến đường chết càng tốt, chỗ nào hoang vắng không có người, chúng ta vừa lúc nhanh chóng giải quyết, tiếp tục đuổi theo. Ba người nghe được thanh âm cố ý hạ thấp, đều nhao nhao nhếch khóe miệng. Sau khi đi vào đường phố chết, ba người đột nhiên dừng lại, đi theo lâu như vậy, có phải nên hiện thân hay không? thanh âm bình thản mà nhẹ nhàng của hách liên lang vang lên trong con đường chết yên tĩnh mấy vị quả nhiên có can đảm một hắc y nhân dẫn đầu đi ra phía sau hắn đi theo không dưới mười người thoạt nhìn công phu đều là không thấp chỉ là cái này không thấp gặp phải ba cao thủ không biết kết cục sẽ như thế nào đây không biết là vị nào muốn mạng của chúng ta đây để tôi đoán nhé hách liên dung nói xong còn đặt tay lên đầu trầm tư là lão quốc công hoặc là ngũ công chúa hay là nhị hoàng tử cùng hoàng hậu nương nương? Xem ra đều có phần A. Hách liên dục từ từ nhìn đối diện, thấp giọng cười nói, đều có phần thì như thế nào? Dù sao anh cũng không sống được ngày mai, suy. Các hạ không phải diêm vương, còn không thể kiểm soát được mạng của chúng ta, chẳng qua, mạng của các ngươi cũng nói không chừng. Mặt liên ở một bên khẽ suy suy, khóe miệng treo, là âm hiểm khác với ngày thường. Hai người các ngươi võ công không tốt, nữ nhân kia liền lưu lại cho ngươi. Chúng ta sẽ lên đây. Người dẫn đầu kia nói xong, dẫn đầu hướng hách liên duật thẳng tới, nhìn hai người hách liên duật đã đánh nhau, vô song, trên mặt một mảnh yên tĩnh, tựa như những người đánh đánh giết giết đối với nàng mà nói, đã quen rồi. Y -o, tiểu mỹ nhân lá gan rất lớn nha, để cho hai người hảo hảo cùng ngươi chơi đùa. Đối với lời nói hèn mọn của hai người, vô song không có tức giận, cũng không sợ hãi, mà là bình tĩnh nhìn bọn họ. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn, đang nhìn người chết, đúng, chính là đang nhìn người chết, hai người nhịn không được run rẩy, sau đó lại cảm thấy mất mặt, bất quá chỉ là một nữ nhân, vậy mà làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi không tiến động, nếu để cho đồng bạn khác biết, còn không được mất mặt chết, ta ghét nhất là người dông dài. Chỉ thấy nàng không đầu không đảo đột nhiên toát ra một câu như vậy, hai người còn chưa kịp phản ứng, đã ngã xuống, nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn hai người kia một cái trực tiếp đứng tại chỗ, say sư nhìn một đám hắc y nhân từ trên không trung rơi xuống, người cuối cùng rơi xuống trước mặt nàng, chính là người đứng đầu, người còn chưa chết, nhìn ra được, hắc liên duật là cố ý lưu lại người sống, trở về nói cho bọn họ biết, muốn mạng của chúng ta, bọn họ còn chưa đủ cách. Thanh âm lạnh lẽo có thể so với nhị nguyệt thiên, không mang theo một tia tình cảm, người nọ kinh hãi nhìn ba người, sắc mặt đã tái nhật gần như trong suốt, chỉ thấy khóe miệng hắn run rẩy, muốn nói cái gì, lại bởi vì kinh hách quá độ không lên được tiếng, chỉ thấy hắn lăn lộn bò được một nửa, liền kêu to chạy ra khỏi đường chết, lần này ngược lại thành phố chết xứng đáng với danh nghĩa. Hách liên duật nhìn thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, khẽ suy một tiếng nói, đi thôi. Đưa tay ôm lấy eo nàng, dẫn đầu đi ra đường chết, mặt liên thì phụ trách xử lý thi thể trên mặt đất. Chương 243, họ, khoảng cách chuyện đường chết đã qua mấy ngày, Mạc Liên vốn là muốn vụn trộn đi báo thù, ai ngờ bị Hách Liên Lan ngăn cản, chỉ nói còn không đến lúc đó. Trong lúc này, Hách Liên Dung luôn thỉnh thoảng cùng Đông Phương Dịch hai người tụ tập, thần thần bí bí, không biết đang thảo luận cái gì, ngay cả vô song cũng không rõ ràng lắm. Hai người này luôn luôn là bất hòa bên ngoài, bây giờ luôn luôn ở lại với nhau để nói chuyện, vô song nhịn không được tò mò, nhưng hỏi, Hách Liên Dục chỉ có thể lưu lại một câu, người đến lúc đó sẽ biết, sau đó, nó đã biến mất. Trong lòng vô song đại thái có một hai, hẳn là không thoát khỏi liên quan đến chuyện đường chết. Cô nghĩ chuyện này có hết liên dược ở đây, cô cũng không cần nghĩ hết biện pháp gì đi báo thù. Hôm nay ta gọi bốn người các ngươi tới, là có việc muốn tìm các ngươi thương lượng. Vô song đứng ở hậu viện, nhìn bốn người trước mặt, chủ tử là chuyện gì? Một chút tò mò, chỉ có tên của các ngươi một hai, kêu cảm giác không được tự nhiên, ta nghĩ các ngươi sau này họ mộ như thế nào mộ nhất mộ nhị kêu thoải mái hơn nhiều nhưng người ta cũng có họ cô cũng chỉ muốn hỏi ý kiến của bọn họ dù sao ai cũng không muốn bỏ họ của mình bọn họ phần lớn đều là ở ôn dịch cùng động đất mất đi thân nhân có lẽ là muốn bảo tồn dòng họ đến tưởng nhớ thân nhân của mình cũng nói không chừng chủ tử nói cái gì chính là cái gì có thể cùng chủ tử cùng họ là phúc khí của chúng ta nghiêm túc nói Ba người còn lại cũng gật đầu tán thành, nhà đã không còn, giữ lại họ có ích lợi gì. Đó bất quá chỉ là một phần niệm niệm trong lòng, một phần vướng bận mà thôi, chỉ cần còn sống, đổi đầu đổi họ thì sao? Tốt, những người còn lại ta đều sẽ hỏi, đúng rồi, các ngươi gần đây giúp ta lưu ý một chút, xem có cửa hàng nào bán ra hay không, thuê cũng được. Vâng, chủ tử. Ừm, các ngươi đi xuống trước đi. Vô Song khoác tay áo với bốn người, đợi bốn người rời đi, nàng đánh giá bốn phía thấy không có người liền đem ba con bồ câu đưa tin từ trong không gian mang ra ngoài lẩm bẩm chủ nhân vâng còn tôi hôm nay có việc giao cho các người lẩm bẩm chuyện gì giúp ta đưa thư một phong gửi đến tây lương quốc cho ngô đào một phong đưa về bách hoa trấn đưa cho tiểu la một lá thư khác được gửi về nhà cho gia đình tôi lẩm bẩm được rồi vâng hãy cẩn thận trên đường của bạn hãy nhớ mang tin nhắn trở lại vô song đem cuộn giấy trong tay phân biệt buộc vào móng vuốt của chúng sau đó buông tay ra chúng vỗ nhẹ vỗ cánh sau đó liền cất cánh vô song ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nụ cười khóe miệng dần dần biến mất cũng không biết người trong nhà thế nào hôn sự của đại ca thì như thế nào qua ngày lễ bọn họ có thể nhớ mình hay không chuyện gì đã xảy ra với bà ngoại chuyện của biểu muội thì sao công trình ở thôn linh sơn tiến triển như thế nào hài tử của tiêu di sinh ra chưa đường lão cùng phó lão thì như thế nào thiến trương và ông nội lý chính sống tốt sao quá nhiều nghi ngờ quá nhiều lo lắng luôn luôn nói không hết cũng nói không rõ có chuyện gì vậy sao lại than thở phía sau truyền đến thanh âm có chút lo lắng của hách liên lan không sao đâu chính là đột nhiên có chút nhớ nhà vô song quay đầu lại cười nói với hắn vậy thì về nhà đi bây giờ nhớ nhà hãy trở lại. Cô ấy đi đâu, anh ta sẽ đi, hiện tại không được. Sự tình còn chưa làm xong, nàng không thể trở về, bằng không, đến lúc đó sẽ mang theo tiếc núi trở về, nàng không muốn, tại sao? Nếu là lo lắng chuyện làm ăn, ta có thể gọi người giúp ngươi, hơn nữa, hiện giờ thủ hạ ngươi không phải còn có rất nhiều người sao, nam thuộc ta tạm thời không muốn đi, ta muốn ở đông ngạo ở lại một đoạn thời gian, chờ bên này sinh ý ổn định rồi nói sau. Ngươi những gì là gì? Nếu thực sự muốn về nhà, có thể nói với tôi một tiếng, tôi và ngươi trở lại." Hách Liên dược ôm cô ấy vào lòng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc đen của cô ấy, giọng điệu dịu dàng như đang nỉ non. "Ừm." Một thanh âm hoảng hốt từ trong ngực hắn vang lên, hắn sâu kín thở dài, trước kia hắn không hiểu rõ nơi có ngươi chính là nhà. Những lời này, anh ấy từng nghe phụ vương nói với mẫu phi, cũng từng nghe bắt thần đúng, vì Út từng nói qua lúc ấy hắn không hiểu, cũng không cảm nhận được, hiện giờ thật sự là cảm nhận được. Lục Nguyệt rất nhanh đã đến, hoa trâm ngọc ở hậu viện nở đặc biệt sáng lạng, nửa cành sen ở tiền viện cũng đặc biệt tốt, trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì chuyện trang trí cửa hàng, mỗi nhất bọn họ đều không có ở đây, hách liên duật cũng cùng mặt liên hai người thường xuyên đi sớm về muộn, về phần đi đâu, tự nhiên là đi tìm đông phương dịch nói chuyện. Mỗi lần Mạc Liên trở về đều sẽ hướng nàng cảm khái, nói là quan hệ gần đây giữa hách liên lan và đông phương dịch càng ngày càng mật thiết không giống như lúc trước vừa gặp mặt liền tràn đầy tia lửa mỗi lần nàng nghe vậy đều là cười trừ đi đông phương dịch là người đáng giá thâm giao làm việc tương đối thẳng thắn người cũng rất tốt cùng hách liên phong hẳn là hợp nhau chỉ là ban đầu có lẽ hai người đã tồn tại hiểu lầm gì đó cho nên mới có loại tranh phong đối chọi này nàng không rõ hai người đối lập là vì cái gì mặt liên lại có chút rõ ràng cái gọi là người ngoài cuộc rõ ràng, chính quyền giả mê, lấy ánh mắt đông phương dịch nhìn nàng mà xem, là đối với nàng có tình cảm ái mộ, chính nàng thấy không rõ, hách liên dung lại rất rõ ràng, hắn đại khái cũng biết vì sao gia đình mình lại tiếp tục thâm giao với đông phương dịch, hẳn là nhìn thấy phần yêu thương của hắn trong lòng, nhưng sẽ không tỏ ra tâm hơi đã động, nhiều người ngấp nghễ, chứng minh phu nhân càng ưu tú, nhà mình phỏng chừng là nhìn thấu điểm này. Gần đây rất ít khi thấy cô ấy, cô ấy đã đi đâu. Mặt liên nhìn lướt qua trong viện một phen, sau đó cau mày hỏi, vô song hơi nhướng mày, ra vẻ nghi hoặc hỏi, nàng. Cô ta là ai, phu nhân biết rõ, vì sao cố ý làm bộ như không biết. Sắc mặt mặt liên tối sầm lại, làm thế nào tôi có thể, làm thế nào để tôi biết ngươi có nghĩa là cô ấy hay anh ta. Khái niệm này là rộng, ngươi không chỉ đích mẻ, làm thế nào tôi có thể biết ai, vô song nhìn những bông hoa nở rộ ở xa xa, thanh âm sâu kín nói mặt liên ít hầu nghẹn lại, sau đó âm thầm phức hộ, quả nhiên là cô nương nhà mình chọn, thật sự là vương bác nhìn đậu xanh. Ngươi nếu muốn biết, có thể đi chùa trên núi xem một chút, sáng sớm hôm nay nàng cùng Ngọc Ma Ma thắp hương bái Phật đi, thắp hương bái Phật. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày Ngọc Ma Ma nữ nhi đi, đi cầu bình an cho nữ nhi. Vô song đứng lên, nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó đứng dậy đi về phía hoa nở rộ, thì ra là như thế mặt liên hiểu rõ ngươi da da đâu sáng sớm đã không thấy ai ngươi sao vẫn còn vô song nhướng mày đừng nói nữa ai muốn cùng hắn đi hắn cùng tam hoàng tử căn bản cũng không phải là người hai người vừa gặp mặt nói chuyện xong liền bắt đầu đánh cờ mỗi lần đều đánh ngang tay hết lần này tới lần khác đều lặp lại thật sự là không dứt ta nhìn đều chán rồi mặt liên vừa đi liền chửi bới bổ nhào cũng đúng đổi lại nàng đi nàng cũng chịu không nổi, phỏng chừng là hách liên lan đã đoán được điểm này, cho nên từ sau lần hồng lâu đó, cũng không mang nàng đi nữa. Chương 244 trở tay không kịp, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 Tết, là ngày náo nhiệt mà tình nhân khao khát, trước khi hách liên ruột ra ngoài, từng lệnh cho hồng tụ lưu lời vô song, nói là bảo nàng chờ hắn trở về, đêm nay muốn dẫn nàng đi thả hoa đăng. Không có bộ quần áo song phương vừa nghe tay áo đỏ ríu yếu nói chuyện, độ công khóe môi chưa từng thu hồi, Cung chủ đối với thần y thật tốt. Ta trước kia cũng không dám tưởng tượng, ngoại trừ vương phi ra, cung chủ còn có thể đối với một nữ nhân khác tốt như vậy, hồng tụ hai tay chấp lại, đặt ở mặt trái, nghiêng đầu, vẻ mặt hâm mộ nhìn vô song, nghe khẩu khí người này, có phải cảm thấy nếu không có ta, người gia cung chủ sẽ độc thân cả đời. Vô song đi đến bên cạnh cô, tự tiếu phi tiếu nhìn cô, không sai, trong ấn tượng của ta, cung chủ chính là loại người độc thân cả đời bình thường ngoại trừ gặp dịp diễn trò ra hắn căn bản cũng không để cho bất kỳ nữ nhân nào tiếp cận hắn đương nhiên thủ hạ chúng ta ít nhất vẫn có thể tới gần một chút nhưng từ sau khi quen biết thần y cung chủ liền giống như biến thành người khác giống như trở nên nhân tình hơn nhiều trước kia phần lớn thời gian của hắn đều là nghiêm mặt một bộ dáng người lạ không gần ồ hách liên lan trước đây không thích cười không phải chứ cô nhớ rõ trước khi lần đầu tiên nhìn thấy anh trên mặt anh đều là nụ cười ôn hòa không lạnh không nhạt a." À. Ừm." "Không cẩu thả." Hồng tụ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu thật mạnh. "Cho nên nói, cung chủ có thể có được ngày hôm nay, tất cả đều là công lao của thần y. Này, này, ta liền thích cung chủ như vậy, sẽ không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi." Vô Song nghe vậy, im lặng cười. Nàng cải biến Hách Liên Lang, Hách Liên Lang làm sao không thay đổi nàng? "Chủ tử, chủ tử, đại sự không tốt." hai người vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy tiểu thập vẻ mặt sốt ruột mà đến, tiểu thập, chuyện gì? Vô song nhíu mày, chuyện gì lại kinh hãi như vậy, chủ tử, thế tử hòa, cùng mặt đại ca bị, bị nhị hoàng tử đông ngạo quốc mang đi. Tiểu thập tức giận không thở nổi nói, trên mặt không giấu được sốt ruột, cái gì? Tiểu thập, ngươi không phải là đang đùa chứ? Cung chủ chúng ta là ai? Há chỉ là một nhị hoàng tử có thể mang theo đi hồng tụ không thể tin được nhìn nàng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Vô song nhíu mày, hách liên dung hẳn không phải là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy, chẳng lẽ là một kế hoạch khác của hắn, không phải, là hôm nay lúc chúng ta đi cửa hàng, mới đắc đạo tin tức, hiện giờ trên đường phố một mảnh ai hồng khắp nơi, oán hận vang lên, dân chúng cũng không dám ra ngoài, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng vô song mơ hồ bất an, cho nên ngữ khí cũng trở nên có chút dùng dập nhị hoàng tử kia đêm qua cùng hoàng hậu còn có đám người lão quốc công, mua chuột tiếu công công kia, bảo tiếu công công kia hạ độc hoàng thượng, hiện giờ hoàng thượng kia đã trúng độc, sinh tử không rõ, sau đó tiếu công công kia một mực khẳng định là tam hoàng tử gọi hắn hạ độc, nhị hoàng tử kia liền làm bộ mang theo 10 vạn đại quân, đến phủ đệ tam hoàng tử đi bắt người, vừa vặn thế tử gia cùng mặt đại ca đều ở đây, cho nên bị cùng mang đi. Mộ nhất đại ca đã đi quan sát tình huống, hắn bảo ta trở về thông báo cho chủ tử, chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ tam hoàng tử cũng không có phát hiện. Vô song nhíu chặt mày, đêm qua tam hoàng tử không về phủ, cho nên cũng không nhận được tin tức, sáng sớm hôm nay vừa mới trở lại phủ, thế tử gia cùng mặt đại ca vừa vặn cũng đi tìm hắn, vì thế liền ở cửa bị bắt đi, thần y, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cung chủ cùng mặt hộ pháp có thể có việc hay không. Hồng tụ khẩn trương bắt lấy cánh tay vô song, ngữ khí nghẹn ngào nói, việc này liên quan trọng, trước tiên cho phép ta nghĩ, ngươi yên tâm đi, cung chủ nhà các ngươi cùng mặt đại hộ Pháp sẽ không có việc gì, ta tin tưởng Đông Phương Cẩn còn không dám động đến bọn họ, nhưng đừng quên, Đông Ngạo Quốc ở trong mắt Bắc Đình Quốc, bất quá chỉ là một tồn tại như con kiến hôi, nếu hắn muốn ngồi lên vị trí đầu tiên, tuyệt đối sẽ không động đến bọn họ, trừ phi Đông Phương Cẩn kia là người không có não. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Hồng tụ nghe vậy, Lúc này mới hơi yên lòng, các ngươi không cần làm cái gì, chuyện cung chủ các ngươi bị bắt, ngàn vạn lần không thể để cho Ngọc Mama biết, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ ra, yên tâm đi. Vô song vỗ nhẹ lưng nàng an ủi nói, tiểu thập, ngươi đi hỏi mộ nhất một chút, xem tình huống như thế nào, vâng, chủ tử. Sau khi tiểu thập đáp ứng, liền nhanh chóng đi ra ngoài, trong tù, là ta liên lụy đến các ngươi. Đông phương dịch ấy nấy nhìn hai người cười khổ nói, không sao, là vận khí của chúng ta không tốt, khi nào không đi tìm ngươi, hết lần này tới lần khác đi. Hách liên lan tự dễu cười khẽ, mặt liên ở một bên chống đầu ngồi, trên mặt có vẻ buồn bực thật sâu, may mà đông phương cẩn cháu trai này thông minh, biết mang 10 vạn đại quân đi tìm ngươi, bằng không lão tử sớm đem hắn đánh cho hắn nát bét. Các ngươi hình như không lo lắng, vì sao? Đông Phương dễ nhướng mày, mắt thấy kế hoạch sắp hoàn thành, kết quả không nghĩ tới Đông Phương Cẩn lại nháo ra như vậy, cũng không biết phụ hoàng cùng mẫu phi bọn họ như thế nào, nếu xảy ra chuyện gì, vậy thì như thế nào là tốt, lo lắng cái gì, phu nhân chúng ta còn ở bên ngoài. Nếu không muốn có vô ưu cung, bọn họ có cái gì phải lo lắng, mộ cô nương. Đông Phương dịch nhíu mày, bọn họ đây là chuyện gì xảy ra? Làm thế nào có thể giao phó sinh tử trên người của một người phụ nữ, nơi này chính là thiên lao trọng địa, trọng binh canh giữ, đừng nói người, cho dù là rùa nhặn cũng không vào được, mộ cô nương làm sao có thể vào được, tôi tin rằng cô ấy có thể. Người khác có lẽ không làm được, nhưng tiểu nữ nhân kia có lẽ có thể, lâu như vậy, nàng cho kinh hỉ luôn tầng tầng lớp lớp, lần này hẳn là cũng sẽ không làm cho mình thất vọng, thế tử hách liên đối với mộ cô nương thật sự là tín nhiệm. Khó trách nàng sẽ lựa chọn thế tử hách liên, đông phương dịch cười khổ, hai người này đối với nhau tín nhiệm lại thâm hậu như vậy, khó trách nàng sẽ không nhìn tình ý của mình. Chuyện này không liên quan đến tín nhiệm, mà là ta tin tưởng nàng có năng lực này, bằng không hắn cũng sẽ không đi theo vào, tuy rằng Đông Phương Cẩn mang theo người tương đối nhiều, quả không địch lại mọi người, nhưng chạy hắn vẫn có thể trốn, nhưng hách liên dược hắn luôn luôn kinh thường làm loại người sợ chết này, sẽ bỏ lại đồng bọn của mình tự mình chạy trốn, có khả năng xem ra mộ cô nương hẳn không phải là người đơn giản a à, mình vẫn không đủ hiểu rõ nàng a à. năng lực phu nhân chúng ta không phải phàm nhân chúng ta có thể nghĩ được chúng ta vẫn nên chờ phu nhân đến đây mặt liên nâng còng tay lên nhúng nhúng vai nói y o xem ra ta không có ở đây ba vị tán gẫu rất hòa hợp a à. mấy người nghe vậy nhìn về phía cửa lao liền thấy đông phương cẩn mặc một bộ lông bào dưới sự duy trì của mọi người chậm rãi đi về phía mấy người đông phương cẩn phụ hoàng còn chưa chết ngươi dĩ nhiên liền tự động lên ngôi ngươi đây là kẻ ngốc thí phụ dân chúng sẽ không phục ngươi đông phương dịch ngồi tại chỗ lạnh lùng nhìn đông phương cẩn chê cười thiên hạ đều là của ta bọn họ há có thể không phục đạo lý của ta chật chật tam hoàng đệ quả nhiên là nhân vật phong lưu vào giam giam vẫn là phong độ nhẹ nhàng như vậy thật đúng là làm cho trẫm ghen tị không được a à. thấy ba người rõ ràng bị nhốt trong thiên lao lại không thấy mục tiêu chật vật trong lòng Đông Phương Cẩn không khỏi tức giận, chính là bộ dáng này, chọc vào ánh mắt các cô nương bên ngoài luôn đặt ở trên người hắn, mà mình, vĩnh viễn đều là làm nền cho hắn. Chương 245 Phản Bội Đông Phương Cẩn, ngươi nếu muốn sống thêm vài ngày, ta khuyên ngươi vẫn nên thả hách liên thế tử cùng mặt thiếu tướng quân, nếu không, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi ngay cả xương cốt cũng không còn. Đông Phương dịch khinh suy nhìn hắn, trong giọng nói có khinh miệt không thể che giấu, tam đệ này tự nhiên yên tâm ta bất quá là muốn điều tra một chút chuyện phụ hoàng bị hạ độc cùng bọn họ có quan hệ hay không mà thôi ta tất nhiên sẽ không động đến bọn họ phải không phụ hoàng bị người ta hạ độc ai trong lòng ai rõ ràng ngươi đừng tưởng rằng bắt ta vào có thể che giấu những gì ngươi làm ngươi cho rằng người khác sẽ tin lời ngươi ta tin tưởng trên dưới bắc đình quốc ít nhất có hơn phân nửa người sẽ không tin đông phương cẩn vậy thì sao hôm nay người trong lòng giam là ngươi chứ không phải ta hừ Đông Phương Dịch, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi làm cái gì, ngươi cho rằng ngươi làm rất bí mật sao, ha ha ha, ngươi không thể tưởng tượng được. Ngươi vẫn cần cù khẩn thiết đi theo bên cạnh ngươi, dĩ nhiên chính là người hận ngươi sâu nhất, thì ra là ngươi, thiệu tân. Nhìn người từ sau lưng mọi người đi ra, Đông Phương Dịch mở to hai mắt, thách liên dược cùng mặt liên cũng có chút kinh ngạc, gần đây bọn họ làm một nửa đều là người này đi làm, bởi vì Đông Phương Dịch nói, hắn là người duy nhất hắn ở bắc đình quốc ngoại trừ phụ hoàng cùng mẫu phi ra là người duy nhất có thể tín nhiệm tại sao đông phương dịch thẳng thắn nhìn về phía hắn người vẫn luôn làm bạn bên cạnh mình mình vẫn coi hắn như huynh đệ ruột thịt vì sao phải phản bội hắn tại sao a à, tam hoàng tử còn nhớ rõ hai năm trước có một vị cô nương thổ lộ với ngươi cuối cùng bị ngươi cự tuyệt đông phương dịch nghe vậy hơi nhíu mày hắn tự nhiên nhớ rõ Chuyện kia còn náo loạn một thời gian dài, bởi vì ngày hôm sau liền truyền đến tin tức cô gái kia nhảy sông tự sát, lúc ấy hắn còn ấy nấy một hồi lâu, vậy có liên quan gì đến bổn hoàng tử? Bổn hoàng tử không thích nàng, liền cự tuyệt nàng, ta không cảm thấy mình có cái gì sai, đây vốn là chuyện thường tình của con người, không thích thứ gì đó, vì sao phải ủy khuất chính mình nhận lấy? Ngươi có biết người đàn ông đó là ai không? Đó là em gái tôi, em gái duy nhất của tôi, bởi vì ngươi ngươi đã giết chết cô ấy cuối cùng mẹ tôi bởi vì không thể chịu đựng được nỗi buồn lớn như vậy cũng đi theo cha tôi bởi vì mẹ và em gái tôi cuối cùng bị bệnh nặng không lâu sau đó cũng đi theo tất cả những điều này là bởi vì ngươi tôi ban đầu là một gia đình tốt chỉ vì ngươi nhẹ nhàng một câu làm hại nhà tôi tan cửa ngươi có biết làm thế nào tôi đến đây trong hai năm qua không mỗi ngày tôi hận không thể uống máu ngươi ăn thịt ngươi thiệu tân đầy mắt dữ tợn kêu to hồng ý trong mắt làm cho cậu ta thoạt nhìn tựa như một con giả thú phẫn nộ giống như tùy thời sẽ nhào tới đem đông phương dịch nuốt vào trong bụng tôi không biết ngươi cũng không bao giờ nói đông phương dịch không nghĩ tới một hành động vô tâm của mình dĩ nhiên sẽ làm cho tâm phúc vẫn đi theo bên cạnh mình trở nên nhà tan cửa nát nhà ha ha cũng trách ta ta không có việc gì dẫn nàng vào kinh làm cái gì ta vì sao muốn cho nàng nhìn thấy ngươi để cho nàng biết rõ thân phận địa vị của ngươi lại còn muốn lấy danh dự của mình chặn lại một phen, kết quả cuối cùng, thua rối tinh rối mù không nói, ngay cả mạng cũng cho vào. Trạng thái của Thiệu Tân có chút hoảng hốt, có chút tiếp cận trạng thái điên cuồng, nguyện đánh cuộc phải chịu thua, Thiệu công tử chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua sao? Hách Liên Phong tựa vào trên tường, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạo, nhìn về phía người đã tiếp cận điên cuồng bên ngoài lao. Hừ, nguyện cược sẽ chịu thua nhưng anh ta cũng không thể từ chối em gái tôi trước công chúng thiệu tân mở to hai mắt âm ngoan nhìn về phía hách liên duật trò đùa em gái ngươi có thể ở trước công chúng làm ra chuyện tự tổn hại bực này làm sao có thể trách người khác không ở trước mặt mọi người cự tuyệt hách liên duật khẽ cười nhạo lời nói của hắn ngươi muội muội lại có thể ở trước mặt mọi người người khác có thể ở trước mặt mọi người cự tuyệt ngươi có phải là ngốc hay không chẳng lẽ còn muốn tam hoàng tử cùng muội muội nói cô nương đại đình chúng này, ta cũng không tiện cự tuyệt ngươi, nếu không, chúng ta tìm một chỗ hẻo lánh một chút, ta lén lúc cự tuyệt ngươi, mặt liên gạt rơm rạ trong lòng giam, khinh thường nói, ngươi. Hừ, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, hắn ở trong lòng ta, chính là cừu nhân của ta, thù này không báo, lòng ta khó an, nếu không phải bởi vì hắn, mình làm sao có thể đi tới loại tình trạng này, tam hoàng tử, từ nay về sau. Thiệu tân ta không còn là hộ vệ của ngươi, tương lai ngươi có thể sống sót hay không ta không biết, nhưng sau này, nếu có cơ hội gặp lại, người ta ánh mặt trời độc một, mỗi người không liên quan, niệm hắn ở trên phần mình có ân, hắn không tiếp tục nữa, cừu báo đến nơi này là có thể kết thúc, phụ thân, mẫu thân, muội muội, thực xin lỗi, xin thứ cho ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt ta, nói như thế nào, năm đó nếu không có hắn, ta đã sớm chết, hiện giờ hắn đã bị giam cầm, hơn nữa. Lấy tính cách nhị hoàng tử, hắn phỏng chừng cũng sẽ không dễ chịu ba mạng người đổi lại hắn một ân cứu mạng đã đủ rồi nghĩ đến đây thiệu tân xoay người cước bộ thông dong đi ra ngoài đi tới đi lui cậu đột nhiên nhớ tới sáu năm trước bởi vì ở trên núi săn thú gặp phải người hùng mù khó gặp lúc cậu thiếu chút nữa mất mạng một thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng tay cầm cung tiễn một thân kiên định đứng ở trước mặt cậu ba mũi tên đồng loạt bắn một con gấu mù gần hai trăm cân cứ như vậy ầm ầm ngã xuống. Về phần hắn vào phủ tam hoàng tử, là hai năm sau, trong nhà tương đối nghèo, mà khi đó, Đông Phương Dịch vừa vặn vừa mới được ban cho phủ đệ, khi đó đang tuyển người, hắn cũng đi theo ứng tuyển làm gã sai vặt, lại không nghĩ tới, sẽ gặp được ân nhân cứu mạng của mình ở nơi đó. Hắn về sau mới biết được, hắn chính là tam hoàng tử, chủ nhân tương lai của phủ đệ, hắn không đến hắn thế nhưng còn nhớ rõ mình, còn an bài hắn vào trong đông đảo hộ vệ mỗi ngày đi theo bọn họ cùng nhau luyện võ có lẽ là vì báo đáp ân cứu mạng của hắn đối với mình hắn mỗi ngày đều luyện rất nghiêm túc lúc trước hắn cũng không có cơ sở gì may mắn cần có thể bổ vụng hắn dần dần đuổi kịp những người đó cuối cùng vượt qua về sau hắn được an bài đến bên cạnh hắn làm hộ vệ của hắn sau đó lại trở thành hộ vệ đứng đầu mấy năm nay bởi vì có hắn điều kiện sống của nhà mình càng ngày càng tốt thẳng đến hai năm trước muội muội cuốn lấy bảo hắn dẫn nàng vào kinh xe một chút, không chịu nổi sức lực triền niên của nàng, liền đáp ứng, lại không nghĩ tới, lần đầu tiên vào kinh này, cũng trở thành lần cuối cùng nàng vào kinh. Sau khi hắn đưa người trở về, ngày hôm sau liền truyền đến tin tức nàng nhảy sông tự sát, sau đó mẫu thân qua đời, sau đó phụ thân bệnh nặng, hết bi kịch này đến bi kịch khác, nặng nề đè ở trong ngực hắn, hắn thậm chí còn cảm giác mình có thể tùy thời hít thở không thông mà chết, mà tạo thành cục diện này, chính là chủ tử hắn tôn kính nhất sự tình bởi vì hắn mà lên khiến mình làm sao có thể không hận hắn nhưng chính mình đang hận hắn đồng thời làm sao không phải rất mình nếu là mình cự tuyệt yêu cầu của muội muội hoặc là ngày đó không cho nàng đến cửa tam hoàng tử chờ hắn nàng làm sao có thể yêu tam hoàng tử làm sao có thể phát sinh loại bi kịch này nói cho cùng chuyện này ba người đều có sai nhưng không thể xóa nhòa chính là người phạm sai lầm lớn nhất kỳ thật là mình thôi về sau, hắn một thân, không có chủ tử cũng không có người nhà, càng không có cừu hận. Trên đời này, rốt cuộc không còn thứ gì khiến hắn lo lắng nữa, đêm thám hiểm nhà tù, y, sau khi thiệu tân đi, Đông Phương cẩn dùng ánh mắt ý bảo người bên cạnh, hai vị quan sai kia gật gật đầu, tiến lên mở cửa lao, Đông Phương dịch bởi vì đắm chìm trong ấy nấy với thiệu tân, không chú ý tới động tác của Đông Phương cẩn. Ngược lại hai người hách liên diếp cùng mặt liên ở một bên chú ý tới, nhị hoàng tử, ta khuyên ngươi chớ làm cái gì hành động nhỏ, ngươi không phải là muốn đem tất cả tài sản riêng tư của tam hoàng tử chuyển đến danh nghĩa ngươi, chỉ là, ngươi sợ là không biết, hắn đã sớm chuẩn bị tốt, ngươi muốn có được tài sản riêng của hắn, ngươi không thể động đến hắn mảy may, nếu không, hừ, Đông Phương cẩn bị nói chuyện trung tâm, trên mặt một trận xanh một trận đỏ, Đông Phương dịch nhiều năm như vậy kinh doanh cửa hàng trang trại, chỉ riêng ở Đông Ngạo Quốc đã có vài chỗ, trong đó thu nhập lớn nhất chính là Hồng Lâu quả thực chính là nhật tiến đấu kim, hắn đã sớm thèm muốn hồi lâu, nhiều tiền tài như vậy, nếu là vào trong túi của mình, hơn nữa nếu mình ngồi lên ngôi vị hoàng đế, có tiền có thế, còn có ai dám kinh thường hắn, tam hoàng đệ, ngươi nếu thừa nhận chuyện ngươi hạ độc phụ hoàng, ta liền tha cho ngươi một mạng như thế nào. Chẳng qua, chuyện sau khi đi ra, vậy nói không chừng, ha ha ha, đông phương cẩn, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao. Đông Phương dịch phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt châm chọc nhìn hắn, Đông Phương Cẩn có bao nhiêu kiên kỵ hắn, lại có bao nhiêu hận hắn, hắn có thể không biết, huống hồ hắn cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể vô duyên vô cớ thay Đông Phương Cẩn những người này gánh vác cái nồi đen này, lại nói, nếu mình thật sự đồng ý, phỏng chừng vừa mới ra khỏi lao đã lại tiến vào lần nữa, ngươi đừng kính rượu, không ăn rượu phạt. Đông Phương Cẩn đi tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống, vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía hắn, ta lại cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc, nếu là ngươi còn không muốn, cũng đừng trách ta không nhớ tình huynh đệ. Hừ, đi thôi, Đông Phương Cẩn xoay người đi ra cửa lao, quan sai bên cạnh nhanh chóng tiến lên khóa chặt cửa lao, sau đó cung kính đưa Đông Phương Cẩn đi xa, vô song đứng ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời sáng như trước, lông mày không khỏi nhíu lại, cô chưa từng cảm thấy, thì ra thời gian một ngày cũng có thể dài như vậy, thần y, làm sao bây giờ? Mộ nhất đại ca nói, cung chủ bọn họ bị người đưa vào thiên lao, Thiên Lao chính là nơi quan trọng phạm, nghe nói, người tiến vào bên trong, cơ hồ không có một người còn sống mà ra. Hồng tụ nắm chặt hai đấm, đi tới đi lui trong phòng, không cần lo lắng, ta nói rồi, bọn họ sẽ không có việc gì, Đông Phương Cẩn không dám động đến bọn họ, yên tâm đi, quản hắn cái gì Thiên Lao trọng địa, ta mộ vô song muốn cứu người, cho dù nó là chân chính Thiên Lao, ta cũng sẽ đem người cứu ra. Ngón tay thon dài của cô khẽ gõ vào mép cửa sổ, môi son mím chặt trên mặt mang theo kiên định trước nay chưa từng có, thần y, ngươi có phải nghĩ ra biện pháp gì không? Hồng tụ khẩn trương nhìn về phía nàng, trong mắt lộ ra chờ mong không giấu được, từng, hiện tại chờ đêm đến, yên tâm đi, một mình ta có thể làm thỏa đáng. Khóe miệng vô song nhếch lên một nụ cười tự tin, chuyện nàng muốn làm có chút kinh người, cho nên chỉ có thể sau khi màn đêm buông xuống, mới có thể có hành động. Cô đột nhiên có một chút mong đợi, không biết làm thế nào hiệu quả sẽ xảy ra thần y ngươi làm sao có thể một mình đi làm ta đêm nay phải bồi ngươi đi không cần chút chuyện này ta tự mình đi làm là được rồi ngươi ở nhà cùng ngọc ma ma bọn họ đúng rồi ngọc ma ma chính là nhận được tin tức vô song quay đầu lại nhìn về phía hồng tụ hỏi nàng nhìn ra được hách liên phong đối với ngọc ma ma rất là để ý mà ngọc ma ma càng coi hắn như con ruột của mình hiện giờ xảy ra chuyện như vậy nếu để cho nàng biết chỉ sợ sẽ lo lắng quá độ, đối với thân thể không tốt, không có, ta gọi Tiểu Anh các nàng không cần nói, nếu Ngọc Mama hỏi hành tung cung chủ, liền nói là đi tìm Tam hoàng tử, ừm, ngươi cũng phải chú ý đến cảm xúc của mình. Vô Song gật gật đầu, sau đó dặn dò một chút, may mắn có thần y ngươi ở đây, bằng không ta cũng không biết làm sao bây giờ mới tốt. Hồng tụ tiến lên giữ chặt cánh tay nàng, hốc mắt đỏ hô nói, thần y ở trước mặt nàng mặc kệ đụng phải chuyện gì luôn là một bộ dáng thông dong bình tĩnh giống như chuyện gì cũng nằm trong tay nàng may mắn có nàng bằng không nói không chừng lúc này mình đã lục thần vô chủ không biết tối nay cô gái ngốc sốt ruột có ích lợi gì làm thế nào để cứu người ra mới là đạo lý cứng rắn vô song vỗ nhẹ tay cô bất đắc dĩ nói nếu là cẩm tụ ở đây khẳng định cũng sẽ cùng thần y giống như vậy nhiều năm như vậy mỗi lần gặp phải chuyện đều là có cẩm tụ bên cạnh ta hiện tại chúng ta lại chia làm hai nơi hồng tụ thì thào thì thầm thiên hạ không có yến hội không tan là người sẽ chia tay nhưng mà tách ra không phải vì vĩnh biệt mà là vì lần tiếp theo gặp gỡ ta tin tưởng cẩm tụ hiện tại hẳn là sẽ sống rất tốt a cửu không phải là người vô tình hắn hẳn là sẽ không cô phụ tình cảm của cẩm tụ đối với hắn vâng chúng ta đều sẽ sống rất tốt tiểu tử A cửu kia nếu dám khi dễ cẩm tụ, chờ ta trở về, nhất định sẽ đem hắn đánh cho hắn một bông hoa lưu thủy, bạo lực như vậy, cũng chỉ có mặt liên mới có thể hạ xuống ngươi. Vô song khẽ cười trêu chọc nói, thần y. Ngươi lại nói người ta. Hồng tụ bất mãn dậm chân, sau đó đỏ mặt xoay người, đem sau lưng lưu lại cho nàng, vô song nhìn bóng lưng nàng, khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết bọn hách liên dục thế nào, nàng tuy rằng an ủi hồng tụ nói bọn họ sẽ không có việc gì, nhưng ai có thể cam đoan, đông phương cẩn có thể hay không đột nhiên ngu ngốc, sau đó đối với bọn họ làm chuyện gì. Chủ tử, chúng ta vừa mới ngụy trang thành binh sai, đi thiên lao dạo một vòng, phát hiện nơi đó trọng binh canh giữ, hơn nữa quản rất nghiêm, chúng ta vừa muốn đi vào đã bị người ngăn cản, hơn nữa, chúng ta còn nhìn thấy, nhị hoàng tử kia hôm nay cũng đi thiên lao, hơn nữa xem ra. Hắn đã tự mình đăng cơ. Tiểu thập sau khi gõ cửa đi vào, ngữ khí nặng nề đem tin tức báo cáo cho vô song. Vô song nghe vậy, ngón tay chống cầm, giống như đang suy nghĩ, chỉ thấy cô trầm mặt một lát, mở miệng nói, không cần chú ý tình huống bên kia nữa, ngươi chỉ cần đem bản đồ tiến vào thiên lao vẽ cho ta là được, vâng. Tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ. Tiểu thập ứng thừa nhận xong, xoay người đi ra cửa phòng, trong phòng lại lâm vào bình tĩnh tạm thời, Hồng tụ ở một bên gỗ một nhìn chầm chầm cây treo lan trên bệ cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì, mà vô song thì ngồi ở trước bàn, học theo động tác bình thường của hách liên Duật, qua lại chơi đùa với chén trà trong tay, chủ nhân, ta muốn ăn điểm tâm. Trong đầu truyền đến thanh âm manh manh mềm mại, vô song liếc mắt nhìn hồng tụ bên cửa sổ một cái, thấy nàng giờ phút này đang ngẩn người, không chú ý tình huống bên này, liền đem điểm tâm trên mặt bàn bỏ vào trong không gian chỉ nghe tiếng nói cảm ơn mềm mại của manh manh truyền đến, vô song không trả lời, mà là đặt chén trà trong tay trên mặt bàn, một tay chống đầu, trong mắt hiện lên một tia u ám. Chương 247 Thám Tử Đêm, hai Hoàng Hôn dần dần chìm về phía Tây, Hoàng Hôn dần dần dung hợp, vô song sau khi cùng đoàn người Ngọc Ma Ma dùng bữa tối, liền tìm cớ nói là hách liên duật vừa mới sai người đến, gọi nàng đến phủ tam hoàng tử tụ tập, Ngọc Ma Ma không nghi ngờ có hắn, chỉ nói bảo nàng cẩn thận, lúc này vô song mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm. May mắn hôm nay Ngọc Ma Ma không ra ngoài, bằng không nhất định sẽ nhìn ra một ít manh mối, nghe mộ nhất nói, hiện giờ trên đường phố đã vắng vẻ một mảnh, không ai dám đi ra nói lung tung, bởi vì nhị hoàng tử đã lệnh cho quân đội tuần tra bên ngoài, nói nếu là ai dám nói lung tung, sẽ bị diệt khẩu tại chỗ, vô song hừ nhẹ, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, nhị hoàng tử này làm như vậy, cũng không sợ tương lai thật sự làm hoàng đế sẽ chọc đến dân chúng chửi rủa, cái này cùng bạo quân có gì khác nhau? Chọc giận dân chúng, nói không chừng sẽ xuất hiện hiện tượng khởi nghĩa. Thần y, ta thật sự không thể đi sao? Đúng vậy chủ tử, để cho chúng ta cùng ngươi cùng đi đi. Mấy người đứng tại chỗ, mắt đầy lo lắng nhìn nàng, vô song hướng bọn họ khoát tay áo, nói, không cần, các ngươi ở nhà chờ tin tức tốt là tốt rồi, yên tâm đi, ta tự có biện pháp, sẽ không có việc gì, người ta sẽ mang về Bản thân ta cũng sẽ bình an trở về, nhưng mà, đừng như thế, các ngươi chẳng lẽ không tin bản lĩnh của ta sao? Hồng tụ vừa muốn nói cái gì, đã bị Vô Song mở miệng cắt đứt, "Nhớ kỹ, không được đi theo, chuyện ta muốn làm rất bí ẩn, các ngươi đi chỉ biết gia tăng độ phơi bày, lời nói đã đến nước này, các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, ta không ngại để cho các ngươi ngủ một giấc đến sáng mai." Nhìn ra mấy người rụt rịt, Vô Song nhàn nhạt nhìn lướt qua mấy người một cái, ngữ khí có chút uy hiếp nói mấy người nghe vậy thân thể đồng thời gừng lên trong lòng nhịn không được hoài nghi có phải nàng có đọc tâm thuật gì hay không bằng không làm sao có thể biết suy nghĩ trong lòng bọn họ ta không có đọc tâm thuật gì mà là các ngươi đã đem tất cả tin tức đặt ở trên mặt mấy người nghe vậy lại cả kinh còn nói không có đọc tâm thuật ngay cả cái này cũng nhìn ra được rồi nhớ kỹ lời của ta ngàn vạn lần đừng thiêu chiến điểm mấu chốt của ta ta đi rồi vâng thần y chủ tử mấy người hữu khí vô lực trả lời vô song bất đắc dĩ lắc đầu trở về phòng thay dạ hành y đã chuẩn bị trước sau đó ra cửa đóng lại thấy mấy người còn ngây ngốc đứng tại chỗ không có rời đi ngây ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì nhanh chóng trở về nghỉ ngơi vô song nói xong cả đời nhảy lên trong nháy mắt biến mất dưới ánh trăng mấy người nhịn không được thán phục lúc trước bọn họ đều không có chân chính kiến thức qua võ công vô song chỉ là từng nghe ngô đào cùng mặt liên bọn họ nói qua, võ công của nàng đặc biệt cao, kinh công càng cao, hôm nay vừa thấy, quả nhiên rất giỏi, mộ nhất đại ca, chúng ta có muốn đi hay không? Mộ nhị nhìn mộ nhất mở miệng nói, mấy người cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn, lại thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta trở về chờ tin tức đi, chủ tử nếu đã nắm chắc mình có thể làm tốt, chúng ta không cần đi gây rối cho nàng nữa, ừm. Mấy người nghe vậy, âm thầm gật đầu, xoay người trở về phòng của mình chờ tin tức. Sau khi tiến vào hoàng cung, vô song theo bản đồ tiểu thập cho, rất nhanh lướt về phía thiên lao, thị vệ thủ môn chỉ cảm thấy trên đầu tối sầm, ngẩng đầu lại cái gì cũng không nhìn thấy, không khỏi lắc đầu, cảm thấy mình có thể là hoa mắt, vô song đến cửa ngục tối, lợi dụng thấu thị, xuyên qua tường thật dày đem tình huống bên trong quan sát một phen, thấy bên trong ba tầng ngoài ba tầng, tất cả đều có trọng binh canh giữ, quả nhiên như bọn mộ nhất nói, thủ bị rất là sâm nghiêm, hừ, lấy các ngươi đến thử xem, lần đầu tiên triệu hoán động vật hiệu quả, vô song cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng lướt về phía đại thụ bên cạnh, thân ảnh mảnh khảnh trực tiếp bao phủ giữa lá cây, đem ngọc tiêu từ trong không gian lấy ra, đặt ở bên miệng, chỉ chốc lát sau, tiếng tiêu du dương nhất thời vang vọng khắp bầu trời, tiếng sáo chợt xa lúc gần, có chút mờ ảo. Những binh quan canh giữ trong lồng giam đều đề phòng nhìn về phía bốn phía, rồi lại nhìn không ra tiếng tiêu rốt cuộc từ đâu mà đến, phản phất như ở chân trời, lại phản phất ở bên cạnh mình, bọn họ nhất thời có chút khó nắm không định, các ngươi, đi bên kia xem một chút. Ngục sứ dẫn đầu phân phó một số người, chỉ phương hướng của chỉ vô song, trong lòng, mực liên, ngay cả mấy con chuột vốn đang ngồi trên rơm rạ, lại đột nhiên chạy ra sợ tới mức trực tiếp đứng lên, mẹ kiếp, dọa chết lão tử, con chuột chết tiệt này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện các ngươi nhìn bên kia. Đông phương dịch kinh hải nhìn con chuột không ngừng chạy ra, trong dạ dày một trận trèo núi đảo hải, hắn lớn như vậy, còn chưa từng thấy nhiều chuột như vậy, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Nhìn thấy tình huống này, ngay cả hách liên duật luôn luôn trầm ổn cũng nhịn không được âm thầm cảm thấy kinh ngạc, da, những con chuột kia giống như bị người chỉ huy vậy. Mặt liên nhíu mày nói, làm thế nào điều này có thể được? Trên thế gian này thật sự tồn tại loại chuyện này hách liên lan âm thầm kinh ngạc chuyện gì đông phương dịch tò mò nhìn về phía hắn mặt liên cũng nhìn hắn tự hồ đang chờ hắn giải thích triệu hoán thuật ta cũng từng xem qua trong một quyển sách cổ nói là có vài người có thể thông qua một ít thanh âm làm ám hiệu đem những động vật kia triệu hoán ra vì mình giết người làm việc cái gì điều này là quá kỳ lạ phải không làm thế nào điều này có thể được mặt liên nghe vậy không dám tin kinh hô hết thảy đều có khả năng, ta cũng từng nghe sư phụ ta nói qua, cũng chính là quốc sư đông ngạo quốc chúng ta, hắn từng nói theo, thế gian này không có gì lạ, hình như còn nói, tiếng đàn cũng có thể giết người, hình như gọi là cái gì. Đông Phương Dịch hơi ngưng mi, tự hồ đang nghĩ tới cái tên kia, đấu cầm. Mặt liên ở một bên ý tốt nhắc nhở, đúng, chính là gọi là đấu cầm, không nghĩ tới mặt ngay huynh đệ cũng biết. Đông Phương Dịch kinh ngạc nhìn về phía mặt liên, Mạc Liên đắc ý cười, hắn đâu chỉ biết, hắn còn từng kiến thức qua, phu nhân nhà bọn họ quả nhiên chính là thần thoại A, không thể tưởng tượng được cái lồng giam này lại có nhiều chuột như vậy. Anh! Mạc Liên chạy về phía con chuột rậm rạp chạy ra ngoài, một trận ghê tởm nhất thời dân lên trong lòng, bất giác nôn mửa ra tiếng, hách liên ruột lại mặt trầm tư nhìn con chuột liên miên không ngừng chạy ra ngoài, rốt cuộc là cao nhân phương nào, có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy người này rốt cuộc là địch hay là hữu phải biết rằng một người có thể khống chế động vật rốt cuộc đáng sợ đến mức nào cho dù người nọ không biết võ công hắn vẫn có thể tiêu diệt một thành trì chỉ hy vọng người này là bạn mà không phải địch phu nhân sao còn chưa tới da ja, ngươi nói phu nhân sẽ không quên chúng ta chứ một ngày không ăn tôi sắp chết đói mặt liên khẽ vuốt ve bụng có khí vô lực niệm đạo không phải là mặt liên vừa dứt lời trong đầu hách liên lan liền hiện lên một ý niệm trong đầu không phải chứ nếu là thật vậy tiểu nữ nhân này thật đúng là nghịch thiên không phải là cái gì a à? mặt liên nghiêng đầu nghi hoặc nói không có việc gì ta nghĩ nàng hẳn là đã tới rồi đôi môi mỏng của hách liên lan khẽ nhếch lên cười nói da ngươi là nói người bên ngoài là là mặt liên mở to hai mắt không dám tin nhìn hắn hẳn là sẽ không sai Hách liên lan gật đầu, không thể. Đây là, để nghịch thiên. Mặt liên âm thầm liếu lưỡi, các ngươi đang nói cái gì vậy? Anh có biết người đàn ông bên ngoài không? Đông phương dịch không hiểu ra đầu nhìn về phía hai người, yên tâm một chút chớ nóng nảy, rất nhanh ngươi liền biết. Hách liên ruột nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhắm mắt tựa vào tường, nhìn ra được, tâm tình của hắn giờ phút này rất tốt, đông phương dịch nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy trong sương mù, không rõ bọn họ đang nói cái gì. Chương 248 Thám Tử Đêm, 3, chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm thế nào có thể đột nhiên có rất nhiều chuột? Nhìn kìa, và con rắn. Chúa ơi, có chuyện gì vậy? Một tiểu binh bên cạnh ngục sứ kinh hô, những tiểu binh vốn không nhúc nhích, giống như cấm vệ quân, lúc này mới phát hiện chuột rậm rạp trên mặt đất, không khỏi kinh hô vọt sang một bên. Tiếng sấm kia có cổ quái, mọi người cẩn thận một chút, các ngươi coi trọng phạm nhân các ngươi đi theo ta ngục sứ kia nội tâm cả kinh nhìn những xà thử kia đều không ngừng hướng về cây đại thụ cách đó không xa không khỏi âm thầm cảnh giác ngươi đi xem đám người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không phải bảo bọn họ đi qua xem sao sao anh vẫn chưa về ngục sứ cao mày hướng về phía một tiểu binh bên cạnh phân phó nói tiểu binh kia run rẩy thân thể nhìn hơn trăm ngàn xà thử trong lòng từng đợt sợ hãi rồi lại ngại mệnh lệnh ngục sứ chỉ có thể kiên trì đáp ứng, đầu, ngươi nhìn kìa, rất nhiều chim bay, còn có bên kia là dơi, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, nhất thời trong lòng đều xuất hiện kinh hoảng, vô song nhìn phi cầm tẩu thú không ngừng hướng nàng vọt tới, lại nhìn các tiểu binh một bên đã sợ tới mức không kiểm soát được, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngân châm trong tay vừa ra, những tiểu binh kia nhất thời ngất xỉu trên mặt đất, cô nhảy từ trên cây xuống, nhìn những con vật nhỏ liếu rắc nói chuyện trước mắt, mở miệng nói tôi triệu tập các bạn ra ngoài là muốn các anh giúp tôi làm một số việc chính là giúp tôi đối phó với người canh giữ lối vào nhà tù vâng chúng ta sẽ đi ngay bây giờ một đám động vật nhỏ rỉ rỉ nói xong lại đi về phương hướng chen chút mà đi di ta còn chưa nói chuyện khen thưởng bọn họ sao lại đi rồi vô song trong lòng cảm thấy kỳ lạ ngươi ngốc a à, có ngọc sọc ở đây chúng nó làm sao có thể không nghe lời trong đầu truyền đến thanh âm manh manh kinh thường tại sao không phải để cho họ giúp tôi làm việc phải trả một số tiền nhất định vô song khó hiểu hỏi chủ nhân ngươi có ngu ngốc không ngọc tiêu kia là khống chế tinh thần của chúng nó để cho chúng làm việc cho ngươi tất cả căn bản không cần cho phần thưởng gì làm phần thưởng trở lại thì ra là như thế vô song âm thầm gật đầu đầu ngươi nhìn những con rắn và dơi đã trở lại như thể nhắm vào chúng tôi làm thế nào để làm gì một đám người khẩn trương nhìn vật thể càng ngày càng gần không khỏi âm thầm toát mồ hôi lạnh ngục sứ kia nhất thời cũng nghĩ không ra làm sao bây giờ có chút kinh hoảng thất thố đứng tại chỗ a à. chạy đi chúng cắn chạy đi binh đội phía trước dẫn đầu bị những con chuột kia gặm cắn không khỏi thét chói tai ra tiếng mọi người thấy vậy tất cả đều khiếp sợ nhìn một màn trước mắt xà xà cắn ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ một tiểu binh ôm đùi, vừa chạy vừa kêu lên, chỉ thấy tất cả dơi trên bầu trời đều chen chút mà xuống, lướt qua người phía trước, tập kích binh đội ở trong cùng. Nhất thời, bên trong truyền đến một mảnh tiếng gào thét thê lương, ngục sứ kia thấy vậy, vội vàng chạy ra ngoài, những tiểu binh kia, thấy người dẫn đầu đều chạy đi, cũng chạy theo, chỉ thấy không đến một lát sau, lòng giam vốn còn bị trọng binh canh giữ, lúc này ngoại trừ một đám phi cầm tẩu thú còn có thi thể cùng thi thể động vật của người ngổn ngang trên mặt đất cũng không thấy một người sống nữa vô song hài lòng đứng ở cửa thiên lao hướng một đám phi cầm tẩu thú khoác tay áo chỉ thấy xà thử vốn còn rậm rạp bò đầy đất cùng dơi rậm rạp bay trên không trung trong nháy mắt dùng tốc độ như nước chảy tản đi vô song cất bước trầm ổn đi vào chỗ sâu nhất của thiên lao bởi vì thiên lao này giam giữ phần lớn đều là một ít người thân phận địa vị tương đối cao cho nên người rất ít ngục giam lớn như vậy chỉ có mấy cái lồng giam có người, đối với ánh mắt cầu cứu cùng tiếng kêu cứu của những người này, Vô Song dường như chưa từng nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, những thứ này đều là phạm nhân đã bị giam giữ ở chỗ này trước đó, nghĩ đến, hẳn là không phải là người vô tội gì, nàng cũng không phải là người tốt bụng gì, nàng tận lực không làm chuyện xấu, nhưng không có nghĩa là nàng chính là người mềm lòng, chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của nàng, tùy ngươi làm như thế nào, nhưng nếu vượt qua, vậy chớ trách nàng vô tình. Cái này, đây làm sao lại là mộ cô nương đây? Đông Phương Dịch xuyên thấu qua đèn dầu, nhìn Vô Song cất bước đi trước, khiếp sợ đứng lên, quả nhiên, trên đời này ngoại trừ phu nhân chúng ta có loại bản lĩnh này ra, ta thật đúng là nghĩ không ra người thứ hai. Mâu mài liên sáng ngời, rất nhanh đứng dậy, nằm sấp trên cửa lao, sùng bái nhìn Vô Song từng bước từng bước tới gần bọn họ, ở trong tù một ngày, cảm giác thế nào? Vô Song hai tay khoanh ngực, tự tiếu phi tiếu nhìn ba người trong lao không tốt. Tôi đói cả ngày rồi, thưa bà, hãy nghĩ cách để chúng ta ra ngoài. Mặt liên mắt trong mông nhìn về phía vô song, vĩ khuất nói, không có chìa khóa A, à, vậy phải làm sao bây giờ? Vô song quay đầu lại quét bốn phía, cao mày thì thầm, cái gì? Không có chìa khóa. Chúa ơi, phải làm gì đây? Một hồi nếu là người trở về, vậy chẳng phải là thất bại trong xương sao, mặt liên gấp thiếu chút nữa dậm chân, yên tâm đi nhìn tôi này. Vô song đi lên trước, dùng sức kéo sợi xích bị khóa ở cửa lao, chỉ nghe ừ một tiếng, sợi xích sắt thô to đã bị cô ném xuống đất. Đông Phương Dịch cùng mặt liên sững sờ nhìn một màn này, sau đó đồng thời nuốt nước miếng, lại đồng thời thương hại nhìn về phía hách liên cảnh ngồi ở một bên. Khụ, khí lực của ta có chút lớn, chút đồ vật này còn không làm khó được ta. Vô song đỏ mặt giải thích, có thể là do quanh năm dùng linh thủy, khí lực của nàng càng lúc càng lớn, nàng cảm thấy dùng khí lực hiện tại của mình, phỏng chừng đều có thể tay không đánh chết một con trâu, ồ. Mặt liên cùng đông phương dịch sững sờ gật gật đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng, khí lực này đâu chỉ có chút lớn, căn bản là rất lớn được không? Đây vẫn là một người phụ nữ, đối với kinh ngạc của bọn họ, hách liên phong ở một bên bình tĩnh hơn nhiều, lúc trước lúc chuyển vàng đã gặp qua, lúc này gặp lại, đã có chút miễn dịch. Vô song giúp bọn họ tháo còng tay và chân, lúc này mới mở miệng nói, được rồi, chúng ta đi nhanh đi, ở lại, lát nữa sẽ không đi được, sợ cái gì. Có phu nhân ở đây, một người có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Mặt liên giật giật cổ tay, nói, đi thôi. Hách liên dung tiến lên, nắm lấy tay nàng đi ra ngoài, hai người phía sau cũng nhanh chóng đi theo, bọn họ vừa mới đi, ngục sứ kia vừa vặn dẫn theo một đám người trở về, nhìn phòng giam trống rỗng, ngục sứ kia trên mặt trầm xuống đông phương cẩn trong hoàng cung nghe được việc này nhất thời kinh hãi thất sắc sau đó lại giận dữ tống ngươi đông phương dịch không nghĩ tới ngươi còn biết cao nhân bực này ta thật sự là xem thường ngươi cũng nói không chừng là người của thế tử hách liên thế tử bên kia tiếu công công ở một bên nặng nề nói ta quản hắn là người bên kia hừ đông phương dịch chạy thoát thì như thế nào mẫu phi của hắn hiện giờ còn ở trong tay ta trừ phi hắn muốn làm con bất hiếu mà người khác phỉ nhổ Tiếu công công ở một bên nghe vậy, hơi cúi đầu, nếu nói con trai bất hiếu, ai có thể so sánh được vị bên cạnh hắn, tội của dự quân này, chỉ sợ khó tránh khỏi người ta chửi rủa. hắn đột nhiên có chút hoài nghi lựa chọn của mình, hoàng thượng, những hoang ở cửa lớn. Tiếu công công có chút chần chờ nói, đuổi đi, tất cả đều đuổi ta đi, thật không biết các ngươi làm cái gì để ăn, hơn vạn người này, ngay cả một đám súc sinh cũng đấu không lại. Đông Phương Cẩn nặng nề ngồi trên long ỷ, Tiếu Công công Không Lưng vội vàng sinh ra đáp ứng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Vô Song bọn họ khi ra khỏi cửa cung, nhìn thấy một đám chó hoang trước cửa cung, đầu tiên là kinh hãi, sau đó là âm thầm cười, xem ra Đông Phương Cẩn có bận rộn. Chương 250 hành động y, là chủ tử bọn họ đã trở lại. Tiểu Thập đứng ở cửa, mắt thấy bốn người nhảy dù trước sân, kích động hô lên mấy người bên trong, khẽ gáy ngươi muốn gọi ngọc ma ma a tiểu cửu đặt ngón áp út lên môi làm động tác suyệt hắc hắc ta quá kích động tiểu thập đỏ mặt sờ sờ đầu óc hồng tù ngươi cùng tiểu cửu tiểu thập đi chuẩn bị chút nước tắm và một ít đồ ăn mộ nhất mộ nhị hai người các ngươi đến cửa canh giữ xem có người nào tới hay không nếu có tình huống nghĩ biện pháp ngăn người lại vâng thần y chủ tử mấy người gật đầu đồng ý ngay cả những câu hỏi vốn đã đến bên miệng cũng đã quên, vội vàng bận rộn đi, Ngọc Ma Ma ngủ thiếp đi. Nhìn tiểu cảnh bước nhanh tới, Hách Liên Dung lo lắng hỏi, đã nghỉ ngơi, yên tâm đi, chúng ta không có đem sự tình nói cho nàng biết. Tiểu cảnh cung kính không lưng nói với Hách Liên Dung, từng, ngươi đi pha ấm trà nóng, vâng, cung chủ. Tiểu cảnh không lưng gật đầu về phía cậu, sau đó cầm ấm trà đặt trên mặt bàn, đi ra ngoài đêm nay có thể phải ủy khuất tam hoàng tử nghỉ ngơi một trận ở hàng xá. Hách liên lan khẽ tựa vào lưng ghế, nhìn đông phương dịch nói, đông phương dịch nghe vậy, lắc đầu cười khẽ, là đang quấy rầy ở dưới. Hắn hôm nay căn bản là không về được phủ đệ của mình, hơn nữa, nơi này nói không chừng cũng không quá an toàn, vô song nhìn lướt qua ba người, nhíu mày hỏi, kế tiếp các ngươi muốn làm sao bây giờ, đừng lo lắng, chúng ta có biện pháp riêng. Thách liên lan khẽ vuốt ve lông mày của nàng tự hồ là muốn xoa dịu lông mày hơi nhíu lại kia ta hôm nay lo lắng nhất là phụ hoàng cùng mẫu phi ta đông phương cẩn nhất định sẽ đem bọn họ uy hiếp ta đông phương dịch đứng dậy đi đến bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vậy tam hoàng tử có biện pháp gì không Thách liên lan nhíu mày a à, hắn bất quá là muốn ta lén lút tài sản ta đến lúc đó thỏa đáng là được dù sao sớm muộn gì cũng là của ta Đặt vào trong tay hắn một chút, hẳn là cũng không có ảnh hưởng gì. Đông phương dịch hai tay nắm chặt, trên khuôn mặt âm nhu kinh diễn, lúc này có thêm một chút tàn nhẫn, ngươi là muốn. Hách liên lan nhướng mày, đặt vào chỗ chết rồi sinh ra sau này. Đông phương dịch cổng hai tay, quay đầu kiên định nhìn về phía hắn, vậy tam hoàng tử muốn làm sao bây giờ? Hách liên phong có chút hứng thú nhìn lại hắn, vậy thì phải có mấy vị phối hợp, phối hợp như thế nào? Mạc Liên ở một bên nóng lòng muốn thử, như vậy, ta đêm nay có thể muốn trở về phủ đệ lấy một món đồ, có thể ta đem đồ đặt lấy được, ta đang cùng các ngươi thương thảo như thế nào, ta cùng ngươi đi cùng đi, hiện giờ chúng ta chính là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, ta ở đông ngạo quốc ngoại trừ buôn bán kiếm tiền ra, thế lực còn lại cũng sẽ không có, sinh ý của ta có thể tiếp tục an ổn làm tiếp hay không, cái này mấu chốt nhất, chính là tam hoàng tử thua thắng, a, à, đa tạ hách ngay cả thế tử có thể đem trọng trách lớn như vậy đặt ở trên người nếu ta còn cô phụ cũng không phải là người đông phương dịch cười tự dẻo sau đó lại hời hợt trả lời ngữ khí của hắn tuy rằng là hời hợt nhưng trong mắt kiên định cùng nghiêm túc cũng không thể bỏ qua hách liên ruột gật gật đầu hắn tin tưởng đông phương dịch không phải loại thiện loại gì tựa như lúc trước đại hoàng tử vì bảo trụ đông ngạo quốc hắn nhưng ánh mắt cũng không chớp một cái liền đem đại hoàng tử bán đi không cần ta một mình đi là tốt rồi yên tâm ta đánh không lại nhiều người như vậy nhưng đào thoát ra vẫn là dễ dàng đã như vậy tam hoàng tử kia hết thảy cẩn thận cũng đừng thả hiện giờ tác chiến cũng không chỉ có một mình ngươi còn có chúng ta đâu khách liên phong tiến lên vỗ vỗ lưng hắn có vài phần ý tứ an ủi vô song hơi nhướng mày trên mặt treo lên một nụ cười yên tĩnh thật sự là thế sự khó lường năm đó vừa gặp mặt đã dùng ánh mắt giết nhau hai người hiện giờ lại có thể giống như bạn tốt an ủi lẫn nhau cung chủ nước đã nung xong quần áo cũng đã chuẩn bị xong hồng tụ chậm rãi đi vào đầu tiên là nhìn mặt liên một cái mới hướng về phía hách liên phong cung kính nói được rồi mặt liên ngươi trước đưa tam hoàng tử qua hồng tụ đi xem bữa tối trong phòng bếp chuẩn bị như thế nào vâng cung chủ hồng tụ cúi đầu đáp ứng sau đó xoay người rời đi mặt liên nhìn bóng lưng nàng thẳng đến sau khi biến mất, mới quay đầu nói với Đông Phương Dịch, Tam Hoàng Tử, mời, từng. Đông Phương Dịch gầm đầu hắn, sau đó đi theo phía sau hắn, thấy mọi người đi xong, Hách Liên Dung mới quay đầu lại, nhìn vô song thật sâu, ngươi khi nào sẽ triệu hoán thuật, vì sao ta cũng không biết, vô song nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền thoải mái, mình làm động tác lớn như vậy, bọn họ làm sao có thể không phát hiện được. Ta cũng là vừa mới học cách đây không lâu, khó trách đoạn thời gian trước ngươi một mực luyện tập thổi sáo, thì ra là đang luyện triệu hoán thuật. Lúc này hách liên lan mới bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn còn tưởng rằng nàng đột nhiên thích thổi sáo, thì ra là nguyên nhân này, coi như là đi. Lúc trước khi cô thổi trong không gian, bị manh manh không ngừng chửi bới, không có cách nào, cô mới hạ quyết tâm phải hảo hảo đi luyện tập, đi thôi, đi rửa mặt rửa mặt, ừm. Vô song đánh giá ống quần dính máu tươi của mình, gật gật đầu thời gian thắp một nén nhang qua đi mấy người đã ngồi vào trên bàn ăn mặt liên cũng không kịp để ý lễ pháp gì đói bụng một ngày đối với hắn mà nói quả thực so với chết còn muốn hắn chịu tội mấy người tự hồ đối với động tác của hắn đã thành thói quen cũng không có nói thêm gì mà là mỗi người ăn của mình không cần gấp nhiều như vậy cho ta ta đã ăn rồi vô song thấy hách liên dung không ngừng gấp thức ăn cho mình vội vàng đưa tay ngăn cản không sao đâu ngươi ăn nhiều hơn một chút để cứu chúng ta tối nay chúng ta nên tiêu thụ rất nhiều sức mạnh thể chất ăn nhiều hơn một chút vô song nghe vậy trên mặt tối sầm nàng căn bản là không ra tay được không chẳng qua quả thật tiêu hao một ít linh lực nhưng biến mất linh lực ăn cơm là vô dụng may mắn nàng thừa dịp thời gian tắm rửa vào không gian ngâm suối nước nóng sau đó còn bị manh manh kéo đi du hải sau khi du hải trở về lại cùng tiểu mã ở trên thảo nguyên chơi lớn ngoại giới rõ ràng bất quá một giờ thời gian nhưng nàng ở không gian thời điểm đã không biết bao lâu, hẳn là rất dài một đoạn thời gian rất dài, nếu là người ở bên trong cũng có thể trưởng thành mà nói, nàng hiện tại phỏng chừng đã là một lão thái bà. Sau khi dùng bữa tối, Đông Phương Dịch liền tự mình rời đi, Hách Liên Phong vốn là muốn đi theo, nhưng lại bị Đông Phương Dịch ngăn cản. "Da, ngươi nói, Tam hoàng tử sẽ không có chuyện gì chứ?" Đã qua một canh giờ rồi, người còn chưa trở về, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? mặt liên cao mày lo lắng hỏi, nhắm miệng quả ngươi lại, à, đây không phải là trở về sao? Hách liên phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó dùng ánh mắt ý bảo, mặt liên nghi hoặc theo tầm mắt hắn chỉ nhìn lại, liền nhìn thấy đông phương dịch một thân hắc y đạp qua cánh cửa, đi vào. Chương 251 Hành động 2, Tam Hoàng tử, mời. Mặt liên thấy vậy, vội vàng cầm cái ghế bên cạnh tới, ý bảo đông phương dịch ngồi xuống. Đông Phương Dịch cũng không có ý muốn khách khí với hắn, trực tiếp ngồi xuống, cái này, ta liền tạm thời giao cho hách liên thế tử bảo quản. Đông Phương Dịch vừa ngồi vững, liền từ ngực lấy ra một thứ, đưa tới trước mặt hách liên dung, vô song liếc mắt nhìn thứ kia một cái, trong mắt hiện lên kinh ngạc, nếu là nàng không nhìn lầm mà nói, đó hẳn là hổ phù, tam hoàng tử cứ như vậy tín nhiệm ta. Hách liên lang không có tiếp nhận trước tiên, mà là tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, Đông Phương Dịch nghe vậy mặt lộ ra cười khổ, thế tử Hách Liên không phải đã nói qua, chúng ta bây giờ đã là con trai trên cùng một sợi dây thường sao, huống hồ, hiện giờ ta ngoại trừ tin tưởng ngươi, chỉ sợ đã không còn lựa chọn thứ hai, Hách Liên Lan nghe vậy, lúc này mới đưa tay tiếp nhận hổ phù, ngươi liền không sợ ta cầm binh phù ngươi đi đối phó đông ngạo quốc, ta tin tưởng nhân phẩm của thế tử Hách Liên, khẳng định sẽ không làm ra hành vi tiểu nhân như vậy, tam hoàng tử nói đùa. Ta cũng không nói ta là quân tử, Hách Liên Lang nắm chặt hổ phù trong tay, nhìn hắn thật sâu thấp giọng nói: "Nói đi, ngươi sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi cùng, ta nghĩ." Trải qua một phen lý do của Đông Phương Dịch, mấy người đều nhao nhao gật gật đầu, quả nhiên như lời ngươi nói, một chiêu này đẩy vào chỗ chết rồi sinh ra quả nhiên diệu. Hách Liên Lang gật gật đầu, đồng ý nói: "Vậy thế tử Hách Liên muốn hành động khi nào?" "Ngày mai đi, loại chuyện này tự nhiên là càng nhanh càng tốt, ngươi sáng mai đi tìm Đông Phương Cẩn." nếu có thể kịp thời điều động quân đội ngươi tới đây, như vậy binh số tương đương với đông phương cẩn, hổ phù này là phụ hoàng ta đoạn thời gian trước vụn trộn giao cho ta, không ai biết, đông phương cẩn cũng không biết hổ phù ở trên tay ta, nói tới đây, hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ phụ hoàng đã sớm phát hiện sự tình không thích hợp, cho nên mới đem hổ phù giao cho mình, nếu đã biết, vì sao lại nói với đông phương cẩn cùng hoàng hậu, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ quân đội này rất khó điều khiển? Thấy hắn nói được một nửa liền nhíu mày, Hách Liên Phong không khỏi nhíu mày hỏi, Đông Phương dịch nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một số chuyện, phụ hoàng ta mấy ngày trước đột nhiên vội vàng đem hổ phù giao cho ta, ta hoài nghi hắn có thể đã sớm nhìn ra kế hoạch của hoàng hậu cùng Đông Phương Cẩn, hãy lắng nghe ngươi nói như vậy, cũng không loại trừ khả năng này, ngươi nói, hắn đột nhiên trúng độc, có phải là?" khách Liên Lang nói một nửa, liền ngừng lại, lời sau, hắn tin tưởng Đông Phương Dịch sẽ hiểu được, ngươi là nói, phụ hoàng ta trúng độc có thể là giả. Là vì lừa gạt bọn Đông Phương Cẩn. Đông Phương Dịch kinh ngạc nhìn hắn, giọng điệu kích động kinh hô nói, ừm, ta cảm thấy cũng có khả năng này. Hách liên lan gật đầu. Còn có một khả năng, thế tử xin nói. Đông Phương Dịch ý bảo hắn nói tiếp, hoàng thượng làm như vậy, có thể phải xem bộ mặt thật của Đông Phương Cẩn, cũng có thể là vì thăm dò năng lực của ngươi thăm dò năng lực của ta đông phương dịch giữa hai hàng lông mày hơi nhíu lại ừm hắn có thể muốn thử ngươi xem ngươi có năng lực nào có thể đảm nhiệm vị trí đế quân tiếp theo hay không hắn đây là muốn gọi ngôi vị hoàng đế cho ngươi cái này ta vẫn luôn biết chỉ là hắn vì sao phải mạo hiểm lớn như vậy nếu đông phương cẩn lại tàn nhẫn một chút không phải tùy ý hắn tự sinh tự diệt mà là tiến lên cho hắn uống thuốc vậy chẳng phải là này Đông Phương Dịch bất đắc dĩ thở dài, hắn đối với Đông Phương Cẩn, hẳn là ôm tâm tính đánh cuộc, đánh cuộc lương tri cuối cùng của Đông Phương Cẩn, có thể hay không sau khi hắn trúng độc, lại bổ sung một đao. Hách Liên Lan xoay quanh chén trà trong tay, sâu kín mở miệng, "Hừ, Đông Phương Cẩn nếu có lương tri, sẽ không hạ độc cho hắn." Chuyện bổ sung cho hắn một đao cũng nói là chuyện sớm muộn, vâng, nhưng Đông Phương Cẩn trước mắt hắn còn chưa dám, hắn còn chưa biết được tung tích của hổ phù, tiếu công công cũng không biết hổ phù đi đâu cho nên hắn nhất định sẽ lưu hoàng thượng một mạng đông phương dịch đem chén vừa vặn đoan chính thân thể trầm tư nói sáng mai ngươi đi tìm đông phương cẩn nhớ kỹ tận lực ngăn cản hắn ta sẽ trước tiên đem quân đội điều trở về nhớ kỹ phải tính chính xác thời gian không thể quá sớm cũng không thể quá muộn nếu không chúng ta làm hết thảy khả năng sẽ thất bại trong gang tất vâng ta hiểu hoàng lăng cách bên này không tính là xa Ta sẽ tận lực giữ chặt hắn, cho các ngươi đủ thời gian, nếu sự tình đã thỏa thuận xong, vậy tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi, dưỡng tốt tinh lực, ngày mai chuẩn bị đại chiến một hồi. Hách liên lan đứng dậy, nhìn lướt qua mọi người, bộ dáng khăn lộ lông, tốt. Tất cả mọi người mong đợi một câu trả lời, trong đó người kích động nhất chính là mộ nhất bọn họ, đây là lần đầu tiên bọn họ thực chiến, đừng quá hân phấn, để tránh không ngủ được. Vô song đứng dậy nhìn lướt qua bốn người một cái, nhàn nhạt nói. Hách liên phong tiến lên ôm lấy nàng, dẫn đầu đi ra ngoài, đông phương dịch khẽ thở dài một tiếng, cũng đứng dậy rời đi, vừa mới vào trong phòng, vô song liền quay đầu nói với hắn, ngươi ngày mai cùng mặt liên đi hoàng lăng, ta cùng hồng tụ bọn họ ở trường đình chờ các ngươi, trường đình cách cửa cung không xa, gần một con sông, thường xuyên có người ở bên kia giải sầu thoải mái, cũng thường xuyên có một ít lão ông ở bên kia câu cá, được rồi hãy cẩn thận. Hách liên phong khẽ vuốt ve mái tóc của nàng, ngữ khí ôn nhu đến cực điểm. Sáng hôm sau, hai người hách liên duật và mặt liên đã khởi hành, đông phương dịch cũng đã dẫn tiên tiến cung, vô song thì dẫn theo một đám người hồng tụ đến trường đình. Các ngươi ở chỗ này một lát, nhớ kỹ, liền làm bộ như một ít khách nhân bình thường, nói chuyện phiếm, tản bộ là tốt rồi, đừng để cho những người đó có chút hoài nghi, nhìn quân đội tuần tra qua lại, Vô Song hạ thấp thanh âm nói với mấy người, "Yên tâm đi, chúng ta biết, thần y, bọn họ tới rồi." Hồng tụ dư quan nhìn thấy mấy tiểu binh đang chạy tới bên này, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, "Tốt, ta tránh né trước." Nàng từng vào cung, khó tránh khỏi sẽ bị nhận ra, cho nên không thể ở lại nơi này quá lâu. "Các ngươi là ai, ở chỗ này làm cái gì?" Mấy người kia vừa lên liền hung thần ác sát hướng về phía Hồng tụ bọn họ lớn tiếng chất vấn, "A à, mấy vị quan gia chúng ta đến từ nơi khác thấy nơi này phong cảnh không tệ liền muốn lưu lại ngắm cảnh một phen nhìn mấy vị quan gia vội vàng như vậy không biết đã xảy ra chuyện gì hồng tụ tiến lên ra vẻ nghi hoặc hỏi thì ra là người ngoài khó trách gần đây nơi này không yên bình ta khuyên các ngươi nên tranh thủ thời gian đi thôi bằng không đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng không tốt lắm một vị tiểu binh hảo tâm nhắc nhở điều này những gì đã xảy ra Hồng tụ xoắn chặt khăn tay trong tay, khẩn trương hỏi: "Đông Nạo quốc chúng ta gần nhất từng?" Vị tiểu binh kia vừa muốn tiếp tục nói tiếp, đã bị một tiểu binh khác bên cạnh hắn giữ chặt, mấy vị, có một số việc vẫn là không nên hỏi nhiều thì tốt hơn. "Ta khuyên các ngươi từ đâu tới liền nhanh chóng trở về nơi nào, chúng ta đi." Nhìn bóng lưng mấy người vội vã đi xa, Hồng tụ lên tiếng hừ lạnh: "Không sai a, à, biểu diễn rất đúng chỗ." Vô Song từ trường đình vùng ven nhảy lên, nhướng mày trêu chọc nói: thần y đã qua thưởng rồi. Này, này. Hồng tụ được khen vui vẻ, ta cũng cảm thấy hồng tụ tỷ biểu diễn rất đúng chỗ. Tiểu thập giơ ngón tay cái lên về phía cô, đám người mộ nhất ở một bên cười cười, không nói gì. Chương 252 Hành động 3 Trong Hoàng Cung, trên điện Kim Loan, Y quả nhiên là một đứa con hiếu thảo, sớm biết như thế, cần gì lúc trước. Đông Phương cẩn ngồi trên long ỷ ánh mắt khinh miệt lại mang theo chút đắc ý nhìn về phía đông phương dịch phía dưới đông phương dịch nghe vậy ánh mắt rất nhanh hiện lên một tia lãnh quan hắn biết đông phương cẩn chỉ tự nhiên là chuyện đêm qua hắn trốn ra khỏi lòng giam đông phương cẩn ngươi không phải là muốn tiền tài trong tay ta sao chỉ cần ngươi đáp ứng thả phụ hoàng cùng mẫu phi ta ta liền đem tất cả khế ước giao cho ngươi ồ vậy nếu tôi không đồng ý thì sao đông phương cẩn nghe được lời của hắn sau đó ánh mắt sáng ngời lại trong nháy mắt lại thay đổi một bộ thái độ không sao cả. Hắn nghĩ, người này hiện giờ lại rơi vào trong tay mình, khế ước phòng kia sớm muộn gì cũng là vật trong túi hắn, hắn vì sao phải đáp ứng điều kiện của hắn, hừ, ngươi không đáp ứng, vậy ta liền để cho ngươi một phần cũng không chiếm được, đông phương dịch hừ lạnh, song quyền lại nắm chặt, cũng không biết bọn hách liên dục rốt cuộc đã trở về hay chưa, nếu là mình hiện tại chọc giận đông phương cẩn, hắn một phen đem chính mình diệt thì làm sao bây giờ tuy nói võ công của hắn không kém, nhưng cũng không địch lại thiên quân vạn mã không phải sao, cười đùa, ngươi cũng không nhìn tình thế hiện tại, ngươi có tư cách gì uy hiếp ta, lại có tư cách gì cùng ta nói điều kiện, hoàng đệ tốt của ta, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đem những khế ước phòng cùng địa khế kia đều cho ta, có lẽ ta sẽ cân nhắc, lưu lại toàn bộ thi thể cho ngươi, phải không? Nếu tôi đốt tất cả ngọn lửa thì sao? Đông Phương dịch nhướng mày, khóe miệng lộ ra ý cười trào phúng đông phương cẩn nghe vậy trên mặt chậm lại sau đó giận dữ nói đông phương dịch ngươi rốt cuộc đang chơi trò gì cũng không chơi trò gì chính là ta nói với người khác nếu đến lúc đó ta không có bình an xuất cung vậy đem tài sản riêng của ta thiêu đốt hết đúng rồi còn có những thôn trang kia ta đã gọi người thông tri thiếu trang chủ ngự kiếm sơn trang nếu ta không đi ra ngoài vậy đem những thôn trang kia bán hết sau đó lại đem số tiền kia phân cho ăn mày ven đường đông phương dịch nói xong cũng không để ý hai tròng mắt đông phương cẩn càng mở to cùng bộ mặt càng ngày càng dữ tợn chỉ là quần áo thông dong mà kiên định đứng ở trên đại điện chính là bộ dáng này thật sự là làm cho người ta hận thấu rõ ràng đã rơi vào trong tay mình nhưng vẫn có thể có bản lĩnh uy hiếp mình ngươi rốt cuộc muốn thế nào đông phương cẩn nắm chặt nắm tay phẫn nộ hỏi thiếu trang chủ ngự kiếm sơn trang đó là nhân vật trong giang hồ trước đây từng được phụ hoàng mời vào cung yến hắn lúc ấy muốn tiến lên kết giao một chút lại không nghĩ tới thái độ của vị thiếu trang chủ kia đối với hắn ngoại trừ có lệ còn có lệ đối với đông phương dịch lại nói có nói cười trong lòng hắn mất cân bằng cũng không dám nhiều lời ngự kiếm sơn trang là địa phương nào nếu có thể kết giao với người ở đâu hắn còn sợ ba nước khác sao tuy rằng ngự kiếm sơn trang rất ít khi xuất hiện trong giang hồ cũng luôn luôn rất khiêm tốn nhưng lại áp đảo toàn bộ giang hồ nó tuy rằng không có vô ưu cung cùng bách độc cung đã bị diệt môn thanh danh như vậy nhưng là căn thâm cơ hậu đã có lịch sử hơn trăm năm cũng không phải loại cửa nhỏ mới thành lập không lâu như vô ưu cung có thể so sánh được sao mình lại quên cái này ghê tởm a à, nhị hoàng huynh chẳng lẽ là tai điếc ta nói điều kiện ngươi vừa rồi chẳng lẽ không nghe rõ sau lưng hai tay đông phương dịch ánh mắt châm chọc nhìn về phía hắn hắn căn bản cũng không có bảo người đốt nhà gì cũng không thông tri thiếu trang chủ ngự kiếm sơn trang, hắn cũng nhất thời đột nhiên nghĩ đến Diệp Phong, mình từng tìm hắn, nhưng nghe người ta nói nửa năm trước hắn cũng đã ra ngoài du lịch, chỉ sợ phải qua một tháng mới có thể trở về, sợ dĩ đem hắn chuyển ra ngoài, bất quá là vì kéo dài thời gian, ngươi. Đông Phương cẩn bị thái độ khinh miệt của hắn tức giận toàn thân run rẩy, ngón tay thẳng tắp chỉ vào hắn, lại không biết nên nói cái gì, ngươi đừng đắc ý quá sớm, làm sao tôi biết ngươi có phải đang lừa dối tôi không? Đông Phương Dịch trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Đông Phương cẩn cẩn thận như vậy, bất quá, vậy thì như thế nào, hắn chỉ là hoài nghi, về phần cầu chứng như thế nào, quá trình cầu chứng này thì thế nào, hắn cũng không muốn đi quản, người đâu, đi ngự kiếm sơn trang hỏi một chút, xem tam hoàng tử có phải đã thông tri thiếu trang chủ hay không, Đông Phương cẩn vừa nói liền âm thầm đánh giá sắc mặt hách liên duật, lại thấy hắn vẫn như trước một bộ phong kinh vân đạm chí tất có được không khỏi có chút hoài nghi, có lẽ hắn nói là thật, nếu là thật, vậy nếu mình chọc thiếu trang chủ bất mãn, vậy thì như thế nào là tốt? Nghĩ đi, hắn lại lên tiếng ngăn cản người chuẩn bị đi ra ngoài, chờ một chút, đừng đi, đông phương dịch trong lòng âm thầm cười lạnh, quả nhiên là thứ khi mềm sợ cứng, phụ hoàng ngươi không thể mang đi, về phần ngươi mẫu phi mà, ta ngược lại có thể cân nhắc. Đông Phương cẩn một tay chống ở trên long ỉ bên cạnh, giọng nói lạnh lùng nói, không được, Phụ hoàng ta phải mang đi." Đông Phương Dịch lắc đầu, ngữ khí rất khẳng định trả lời, "Đông Phương Dịch, ta đã nói với ngươi, đừng kính rượu không ăn phạt rượu. Ngươi đừng tưởng rằng có thiếu trang chủ ngữ kiếm sơn trang che chở ngươi ta chỉ sợ ngươi, có phải sợ ngươi trong lòng rõ ràng, Đông Phương Cẩn, ta cũng đã nói qua, ta muốn phụ hoàng cùng mẫu phi ta, thiếu một cái không thể thiếu." Đông Phương Dịch thu hồi phong kinh vân đạm trên mặt, ánh mắt lăng liêu hướng Đông Phương Cẩn bước đi, "Ngươi, a à, quên nói cho ngươi phụ hoàng bây giờ thâm trọng kịch độc ngự y nói không thể di động nếu ta giao hắn cho ngươi cuối cùng xảy ra cái gì ngươi nói đây làm sao tốt khuôn mặt vốn phẫn nộ của đông phương cẩn đột nhiên thay đổi trong mắt còn lộ ra vui sướng khi người gặp họa hắn đang đánh cuộc đánh cược mức độ quan tâm của đông phương dịch đối với phụ hoàng hổ phù hiện giờ không biết đi đâu hắn không thể đem phụ hoàng giao cho đông phương dịch nếu để cho hắn chiếm được hổ phù vậy mình còn làm sao ngồi lên ngôi vị hoàng đế mười vạn quân đội của hoàng lăng hơn nửa ban chủ ngự kiếm sơn trang mình không bị diệt mới là lạ phải không ta vẫn là câu nói kia đem phụ hoàng cùng mẫu phi ta giao ra bằng không hậu quả này như thế nào ta cũng không dám cam đoan đúng rồi quên nói cho ngươi thế tử hách liên và mặt thiếu tướng quân đã đi ra ngươi nói nếu bọn họ thông báo cho bắc đình quốc để cho Hoàng thượng Bắc Đình Quốc biết ngươi đối với bọn họ làm việc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể an tâm ngồi vững cái ghế kia sao, Đông Phương Cẩn nghe xong sắc mặt đại biến, hắn làm sao quên chuyện này, hiện giờ tới ngự kiếm Sơn Trang còn chưa tính, nếu lại thêm Bắc Đình Quốc, vậy hắn còn làm Hoàng đế cao cao tại thượng gì đó, phỏng chừng ngay cả mạng cũng khó thoát. Làm thế nào điều này có thể được, nội ưu ngoại hoạn, nội ưu ngoại hoạn, hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được ý nghĩa của bốn chữ này, hoàng thượng, ngày sao vậy, thấy hắn trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhật, người cũng suy đồi không ít, tiếu công công bên cạnh không khỏi lo lắng hỏi, bởi vì gần đây lão hoàng đế sinh bệnh, mà hắn chỉ là một hoàng đế tạm thời thay thế vị trí, đối với rất nhiều chuyện trong triều chính đều có chút không hiểu, những đại thần kia đối với hắn có chút bất mãn, cho nên gần đây cũng không có lên triều, cho nên trên kim loan điện to lớn như vậy, ngoại trừ thủ vệ cửa điện ra, cũng chỉ còn lại hắn cùng tiếu công công. Còn có ba người hách liên phong người đâu, đem tội nhân tam hoàng tử này bắt được cho ta. Hắn cũng không tin, nếu hách liên lan ở trong tay mình, thiếu trang chủ có thể làm gì mình, chuyện của hách liên dung tạm thời không đề cập tới, từ Bắc Đình Quốc đến Đông Ngạo Quốc, không thể thiếu mấy tháng thời gian, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì ai biết đây. Đông Phương Dịch nhìn hai thủ vệ cầm trường thương trong tay, mặt khôi giáp từng bước từng bước hướng hắn nhanh chóng tới gần, trong lòng hắn âm thầm sốt ruột cũng không biết bọn hách liên lan có đến hay không, chương 253 hành động, 4, hai gã thủ vệ vừa mới đỡ hắn lại, liền có người đột nhiên vọt vào trong đại điện, phốc một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, đại sự không tốt, hách liên thế tử Bắc Đình Quốc mang theo 10 vạn đại quân, lúc này đã đến cửa cung, cái gì? Đông Phương Dịch Kinh trực tiếp đứng lên Long ỷ làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ là Hách Liên Duật đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho nên sớm đem tin tức đưa về Bắc Đình Quốc. Không, điều này là không thể, những gì đang xảy ra, Hoàng thượng, quân đội kia nhìn, hình như là quân đội bên Hoàng Lăng. Người nọ cúi đầu cung kính nói, cái gì? Làm thế nào điều này có thể được? Hổ phù không phải ở trên tay phụ hoàng sao? Làm sao lại xuất hiện trong tay hắc liên lan? Đông Phương cẩn lắc đầu, không dám tin thấp nói, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhất thời sắc mặt đại biến, Ngón tay run rẩy chỉ vào Đông Phương Dễ giận nói: "Là ngươi, là ngươi đúng không? Ngươi đưa hổ phù cho Hách Liên Dung, ngươi đến đây căn bản không phải là đến nói chuyện với ta điều kiện gì, ngươi kỳ thật là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi bọn họ đến đúng không?" Đông Phương Dịch nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, hai tay còn vỗ tay, "Không sai, không sai, thì ra nhị hoàng huynh cũng không tính là quá ngu xuẩn, chẳng qua, ngươi biết, đã quá muộn." Nói xong cuối cùng Ý cười khóe miệng hắn đã dần dần thu lại, chỉ còn lại một mảnh lạnh như băng. Báo. Không tốt, cửa cung bị mở ra, song phương đã đánh nhau, Đông Phương cẩn nghe bên ngoài truyền đến tiếng báo, vội vàng đi tới đi lui, Tiếu công công ở một bên sắc mặt trắng bệch, nếu để Tam hoàng tử thắng, vậy mình cũng không sống được, không được, hắn còn chưa sống đủ. Hoàng thượng, ngươi nghe ta nói, chớ vội, chớ gấp, đã đến nước này rồi, ngươi còn gọi tôi là đừng vội đông phương cẩn giữ tận giận giữ nói hoàng thượng ngươi nghe ta nói ngươi trên tay không phải còn có hoàng thượng cùng hành phi sao có bọn họ trong tay chúng ta còn sợ không bảo vệ được mạng sống sao tiếu công công bám vào bên tai hắn hạ thấp thanh âm nói đông phương cẩn nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên đúng có vô phi cùng phụ hoàng ở đây đông phương dịch không dám đối với mình như thế nào hiện giờ bảo mệnh quan trọng hơn giang sơn gì gia tài gì những thứ này so với đều không có mạng quan trọng nếu mạng không còn còn muốn những thứ này làm cái gì giữ thanh sơn không lo không có củi đốt đi chúng ta hiện tại đi tìm bọn họ thấy hai người vội vàng rời đi đông phương dịch hơi nhíu mày trong lòng có dự cảm không tốt đang lan tràn thế nhưng bên cạnh hắn còn có người ngăn cản chính mình cũng đi không được cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi ra khỏi đại điện tổng cung điện mọi người xông lên a mặt liên chạy ở phía trước lớn tiếng hét lên người phía sau cũng đều hô to theo nhất thời một mảnh khí thế ngút trời quân đội hai bên rất nhanh liền đánh nhau vô song cùng hách liên duật hai người sống vai tác chiến còn có quốc sư kia cũng chính là sư phụ của đông phương dịch lúc này cũng không biết từ nơi nào xuất hiện tiến vào trong quân đội nhất thời một đám người dết đỏ mắt có người không ngừng ngã xuống lại có người không ngừng bổ sung vô song bỏ lại khẩu súng lục trong tay cướp được từ địch nhân trực tiếp nhảy lên chỗ cao nhất Lúc này, lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên giết địch, ngoại trừ hách liên dung, không ai chú ý tới nàng đột nhiên rời đi. Vô song ngồi ở trên đài cao, đem cổ cầm không gian lấy ra, không dừng lại trực tiếp tập trung địch nhân đối phương, rất nhanh bật lên. Đấu cầm của nàng bây giờ đã thăng lên cấp 8, thiếu một cấp là có thể đầy, vì lực bát cấp lớn bao nhiêu nàng chưa từng thử qua, cũng không dám thử, nhưng hôm nay mà, khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười khát máu, tiếng nàng sâu kính bật lên, Nơi đi tới, một mảnh kêu trên, tất cả mọi người dừng động tác trong tay, ánh mắt một một nhìn về phía thiếu nữ tóc dài cùng phiêu, đấu, đấu cầm. Quốc sư nhìn chầm chầm thiếu nữ trên đài, không thể tin được lắp bắp nói, không nghĩ tới quốc quốc sư khi còn sống lại còn có thể kiến thức được đấu cầm trong truyền thuyết. Quốc sư ánh mắt háo hức nhìn vô song trên đài, ngữ khí hưng phấn nói, tất cả mọi người đều quên mất giờ phút này đang ở trên chiến trường ngay cả một mảnh quân đội địch ngã xuống cũng đều quên tiếp tục giết địch, chỉ có thể khiếp sợ nhìn một màn kinh hãi trước mắt này, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Không biết là người kia, dẫn đầu khôi phục lý trí, vội vàng lên tiếng đầu hàng, một đám người đều nhao nhao bỏ lại trường thương đao kiếm trong tay, tỏ vẻ đầu hàng, thách liên duật hướng phương hướng vô song gật gật đầu, vô song hội ý, đúng lúc dừng động tác trong tay, ôm cổ cầm vào trong ngực, đông phương dịch nghe được động tĩnh bên ngoài đã dừng lại, trong lòng âm thầm sốt ruột, cũng không biết tình huống như thế nào, ta đến lấy. Hách Liên Dung đưa tay tiếp nhận cổ cầm trong tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, đây chính là cổ cầm hắn tìm hồi lâu mới tìm được, không nghĩ tới từ sau khi nhìn thoáng qua bách hoa trấn, gặp lại nó, là hơn một năm sau, ngươi biết cây đàn này. Thấy hắn biểu tình như gặp cố hữu, vô song không khỏi cảm thấy nghi hoặc, phu nhân có điều không biết, đây là cây đàn gia gia chúng ta đạp qua thiên sơn vạn thủy mới tìm được, tên là băng huyền ngọc cầm trên đời chỉ có một thanh này mặt liên ở một bên giải thích lão gia có bao nhiêu để ý cây đàn này hắn biết vậy quả thực đến trình độ yêu thích không buông tay hắn ngay cả đụng cũng chưa từng chạm qua không biết đường lão làm sao biết cầm dấu ở trong phòng của gia thế nhưng len lén đưa cho phu nhân làm nhân tình cũng may người nhận đàn kia là phu nhân nếu đổi lại là người khác chỉ sợ gặp phải không chỉ có đường lão mà ngay cả người cầm cầm kia chỉ sợ cũng trốn không thoát vô song nghe vậy không khỏi âm thầm xấu hổ đường lão này lại trộn đàn của hách liên duật làm lễ vật cho mình may mắn lúc ấy nàng không biết cầm là trộn được bằng không liền vô ích bỏ lỡ một cây đàn tốt người không biết này vô tội các ngươi có phải quên đồ đệ nhà ta không quốc sư ở một bên buồn bực hỏi tuy rằng hắn cũng rất muốn tiến lên hỏi một chút chuyện về đấu cầm cùng băng huyền ngọc cầm chỉ là việc cấp bách tự nhiên là muốn cứu đồ đệ nhà mình ra quan trọng hơn chúng ta đi đại điện Hách liên dung một tay ôm cổ cầm, một tay lôi kéo vô song dẫn đầu đi về phía trước, mấy người đi theo phía sau đều nhao nhao tò mò, lúc bọn họ tới cũng không thấy nàng mang theo một cây đàn A, lúc này sao đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là đêm qua vụn trộn tới đây cất giấu? Ừm, chắc là vậy, người bên ngoài đã đầu hàng rồi, các ngươi xác định còn không thả tam hoàng tử sao? Bước chân hách liên dục thông dong bước vào đại điện, nói với đám thủ vệ vây quanh hách liên dục, những thủ vệ kia nghe vậy đều nhao nhao bỏ lại vũ khí trong tay bọn họ tuy rằng chỉ là nghe lệnh binh phù nhưng hiện giờ đại thế đã đi đầu hàng có thể đổi lại một cái mạng bọn họ tự nhiên là nguyện ý sư phụ hách liên thế tử đông phương cẩn bọn họ đã rời đi ta cảm thấy bọn họ có thể sẽ gây bất lợi cho mẫu hậu ta chúng ta hiện tại nhất định phải đi hậu cung hắn không dám tưởng tượng nếu đi trễ mẫu phi có thể xảy ra chuyện gì hay không chương 254 hành động, V, hừ, đông phương dịch, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thả chúng ta đi, nếu không, ngươi chờ cho ngươi mẫu phi thu thi đi. Đông phương dịch vừa dứt lời, liền nghe được thanh âm của đông phương cẩn từ sau lưng vang lên, mọi người quay đầu lại, nhìn thấy hắn khống chế đinh phi, mà tiếu công công thì đỡ hoàng thượng đang hôn mê, đông phương cẩn, ngươi muốn làm cái gì? Đông phương dễ thấy vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, các ngươi đều tránh cho ta, đều tránh ra, đi chuẩn bị 10 vạn lượng, còn có hai con ngựa, mau đi, được rồi. Được rồi, tôi sẽ gọi ai đó để chuẩn bị ngay bây giờ, ngươi đừng bốc đồng, nhìn chủy thủ trong tay hắn sáng sủa, đông phương dịch không thể không thỏa hiệp, sợ hắn kích động một cái, liền đem cổ mẫu phi của mình lao đi, tạo nghiệt A, à, tạo nghiệt A. À. Quốc sư ở một bên lắc đầu thở dài nói, Đông Phương Cẩn, mẫu phi ta rốt cuộc là như thế nào? Đông Phương Dịch lúc này mới phát hiện, sắc mặt Tuân Phi tái nhật, không chỉ đầu tóc rối, còn nhắm chặt hai mắt, ngươi yên tâm, ngươi mẫu phi không có việc gì, bất quá chính là có chút không nghe lời, cho nên ta liền cho nàng một chút mê dược mà thôi, ngươi tốt nhất là cầu nguyện mẫu phi ta không sao, nếu không, ngươi đừng hòng trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta. Đông Phương dịch mắt lộ sát khí, tam hoàng tử, mã cùng ngân lượng đều đã chuẩn bị xong, vâng. Đông Phương cẩn, mã cùng ngân lượng đều đã chuẩn bị xong, các ngươi hiện tại có thể thả phụ hoàng cùng mẫu phi ta đi, đem mã cùng ngân lượng mang đến ngoài cửa cung, nhanh lên. Đông Phương Cẩn đem chủy thủ trong tay gắt gao đặt ở trên cổ của Phi Phi, nhất thời một sợi tơ máu tinh tế chậm rãi chảy ra, Đông Phương Cẩn. Ta nói với ngươi, ngươi nếu lại dám đã thương mẫu phi ta một phần, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối không ra khỏi cửa cung, Đông Phương dịch hai tròng mắt mở to, gắt gao nhìn chầm chầm màu đỏ tươi trên cổ cổ của Phi Phi, đi. Đông Phương cẩn ra hiệu cho Tiếu Công Công ở một bên, Tiếu Công Công đỡ hoàng thượng, cắt cao đi theo phía sau hắn, hắn vừa đi vừa cảnh giác nhìn lướt qua mọi người, tự hồ chỉ cần có người dám xông lên, hắn sẽ trước tiên đem cổ của Phi lao đi. Đông Phương dịch nhất thời cũng không biết nên xuống tay từ đâu, chỉ có thể thật cẩn thận đi theo phía sau hai người, tùy thời chú ý động tác của Đông Phương cẩn. Đông Phương cẩn đây là muốn bỏ lại hoàng hậu cùng công chúa, tự mình chạy trước vô song thất vọng hỏi hách liên dung ở một bên không ta nghĩ giờ phút này hoàng hậu cùng ngũ công chúa đã sớm không còn ở trong hoàng cung hách liên lan khẽ lắc đầu phủ định đông phương cẩn sở dĩ có thể đi tới hôm nay khẳng định là không thể thiếu hoàng hậu ở một bên chỉ đạo hắn không có khả năng sẽ để cho hoàng hậu có việc cho nên hắn có thể sớm đã đem hoàng hậu cùng ngũ công chúa tiễn đi hắn là nghĩ giữ đến thanh sơn không lo không có củi đốt đi chỉ là chỉ sợ phải thất vọng dám khi dễ phu quân tương lai của mộ vô song ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống tốt, tôi rất hạnh phúc. Hách liên dược nghe vậy, nhất thời cả khuôn mặt đều hòa tan, vô song hừ nhẹ một tiếng, sải bước đuổi theo bước chân mọi người, hách liên dược ở phía sau thấp giọng cười khẽ, đến ngoài cửa cung, đông phương cẩn sau khi kết quả mã cùng ngân lượng. Liền một phen đem vu phi đẩy tới, đông phương dịch vội vàng đưa tay tiếp lấy, tiếu công công ở một bên cũng đem hoàng thượng đẩy qua, lão quốc công ở một bên thì nhanh chóng bắt được hoàng thượng. Hai người thừa dịp bọn họ đón người trong khoảng thời gian này, nhảy lên lưng ngựa, chuẩn bị nghênh ngang rời đi, thế nhưng, vừa chạy đến bình thường, chỉ thấy mấy đạo ánh sáng hiện lên, hai con ngựa đồng thời kêu lên, sau đó té trên mặt đất, quân đội một bên thấy vậy, vội vàng tiến lên vây quanh hai người. Ngoại trừ đông phương dịch cùng lão quốc công còn có hách liên duật biết tình huống ra, những người còn lại đều không rõ nguyên nhân, chỉ nói là Đông Phương Dịch kêu người ở trên ngựa động tay động chân, ngay cả Đông Phương Cẩn cùng Tiếu Công Công cũng cho là như thế, Đông Phương Dịch, ngươi không giữ lời hứa. Đông Phương Cẩn trắng bệch khuôn mặt, phẫn nộ kêu to, Tiếu Công Công thì ngồi liệt không thể luyến tiếc, trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng vô thần, cười đùa, ngươi chỉ bảo ta trách móc ngựa, lại không cho phép ta động tay động chân ngay. Đông Phương Dịch kinh suy, đỡ vô phi kinh thường nhìn về phía hắn, ha 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 ngươi chính là bắt được ta thì thế nào? Ta nói cho ngươi, nếu không có ta, ngươi mẫu phi độc còn có độc của phụ hoàng cũng không giải được, hắn đã sớm có phòng bị, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn cho tuân phi uống thuốc giống hoàng thượng, ngươi không khỏi quá coi trọng ngươi mình. Vô song mắt thấp nhẹ nhàng nhạt nhìn hắn một cái, sau đó đi đến bên cạnh hai người, cho hai người mỗi người một viên thuốc, trong khoảng thời gian không quá 10 giây, sắc mặt hai người đã chậm rãi khôi phục hồng nhuận, một lát sau, chỉ thấy hai người chậm rãi mở hai mắt ra cái này ở đâu đai phi có chút mơ hồ hỏi mẫu phi đây là bên ngoài hoàng cung đông phương dịch cảm kích nhìn vô song một cái sau đó trả lời vấn đề của đai phi dịch nhi là ngươi ngươi không có việc gì chứ mau mau rời đi hoàng hậu cùng nhị hoàng tử nói muốn giết hoàng thượng cùng ngươi ngươi chạy đi thái phi có chút ma chứng kêu to mẫu phi mẫu phi đã không có việc gì không có việc gì, Đông Phương Cẩn đã bị ta bắt được. Không sợ, không sợ. Đông Phương dịch vỗ nhẹ lưng nàng an ủi nói, này. Nghiệt tử A, à, nghiệt tử A. À. Lão Hoàng đế ở một bên lắc đầu cảm khái, hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Tiếu công công A, à, ngươi theo ta ở bên cạnh ta cũng đã mấy chục năm, từ khi ngươi hơn 10 tuổi vào cung liền vẫn ở bên cạnh trẫm. Trẫm tự hỏi luôn luôn đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải cùng đám người hoàng hậu hợp mưu đến trẫm hạ độc hoàng thượng tha mạng a hoàng thượng là nô tài nhất thời quỷ mê tâm khiếu mới có thể làm ra chuyện sai lầm như vậy hoàng thượng để tình ta chiếu cố ngài nhiều năm như vậy ngài kêu tha cho nô tài một mạng đi tiếu công công phục hồi tinh thần khóc nức nở cầu xin tha thứ thôi thôi trẫm có thể tha cho ngươi một mạng nhưng ngươi từ nay hoàng hậu liền cùng quân đội hoàng lăng đến hoàng lăng thủ hộ hoàng lăng đi tạ hoàng thượng khai ân Tiếp hoàng thượng khai ân nha. Tiếu công công dập đầu trên mặt đất, nhất thời, trên trán hắn đỏ bừng. Đông Phương cẩn thấy Tiếu công công cầu xin tha thứ là có thể thoát khỏi tử tội, trong mắt giật giật, sau đó cũng thấy hắn phốc một tiếng quỳ trên mặt đất, "Phụ hoàng, phụ hoàng ngài tha cho nhi thần đi." Nhi thần cũng nhất thời quỷ mê tâm khiếu nghe mẫu hậu nói, "Ngươi liền tha cho nhi thần đi." Tất cả mọi người nghe vậy, đều khinh bỉ nhìn hắn một cái, loại người này, vì có thể để cho mình sống sót thậm chí ngay cả mẫu thân ruột thịt của mình cũng bán đứng, có thể là người tốt gì, quả thực chính là súc sinh không bằng, Nghiệt tử, cái gì quỷ mê tâm khiếu, quả thực chính là nói bậy, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết kế hoạch ngươi, từ ngày ngươi thiết lập, ta cũng đã rõ ràng. Khụ khụ khụ, hoàng thượng nói xong, kích động ho to, hoàng thượng, hoàng thượng chớ có tức giận, coi chừng thân thể a. À. Lão quốc công ở một bên giúp hắn thuận khí, Nghiệt tử, Nghiệt tử a. À. Lão hoàng đế run rẩy ngón tay chỉ Đông Phương Cẩn Quỳ ở một bên, trong miệng gọi thẳng hai chữ nghiệp tử, người đâu, đem tội nhân Đông Phương Cẩn mang về thiên lao, phụ hoàng, phụ hoàng, ngươi tha cho nhi thần đi, nhi thần cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Đông Phương Cẩn lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự tình, vội vàng sinh ra cầu xin tha thứ, thế nhưng, cho dù hắn có cầu xin tha thứ thế nào, cũng không có một người nhìn hắn, hắn chỉ có thể mặc người kéo hướng thiên lao mà đi chương 255 không có câu hỏi, sau khi sự tình chấm dứt, Hách Liên Dung đem hổ phù giao cho tay Đông Phương Dịch, liền mang theo một đám người vô song lặng lẽ rời đi, đây dù sao cũng là chuyện của nước khác, bọn họ cũng không dễ xen vào quá nhiều, trở lại trong sân, lúc này mẹ Ngọc mới nhanh chóng tiến lên đánh giá mấy người, thấy mấy người đều bình an vô sự, lúc này mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm, đám hài tử các ngươi. Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói với ta, nhìn biểu tình ngấp ngờ ván của mấy người tiểu cảnh, Hách liên dục nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lúc này mới tiến lên an ủi nói, Ngọc ma ma, chúng ta đây không phải là không có việc gì sao, hãy yên tâm, nhìn các ngươi một đám, đầu đầy mồ hôi, mau đi tẩy rửa. Nhưng chuyện này thế nào rồi, đã ổn định lại, nhị hoàng tử cũng đã bị bắt, hiện giờ chỉ còn lại một đám người lão quốc công cùng hoàng hậu. Mặt liên ở một bên giải thích, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Đi làm sạch đi, mẹ sẽ đi làm cho con một bàn ăn ngon mặc liên nghe được đồ ăn vội vàng gật gật đầu tự mình rời đi trước một đám người đều nhao nhao rời đi mộ nhất đại ca ngươi nói hôm nay chủ tử đàn cái gì vậy lực sát thương sao lại lớn như vậy tiểu cửu vừa đi vừa tò mò hỏi mộ nhất lắc đầu hắn cũng không biết đó là công pháp gì quả thực chính là chưa từng nghe thấy hắn vẫn cảm thấy chủ tử của mình không đơn giản làm việc luôn luôn làm cho người ta xuất kỳ bất ý tựa như lúc trước, bọn họ rõ ràng ngay cả cơ hội vào thiên lao cũng không có, nàng lại một mình có thể xông vào thiên lao, đem rất náo nhiệt đều cứu trở về, nghĩ đến, hẳn là cũng có liên quan đến đàn này chứ, chủ tử thật lợi hại, chẳng những biết y thuật, còn có thể thần kỳ công pháp như vậy. Tiểu thập nghiêm túc nói, ừm. Mộ nhị cũng hưng phấn gật gật đầu, hắn cảm thấy một khắc chủ đạn cầm quả thực chính là quá ngầu, chỉ cần ngón tay kia động đậy, những người đó liền lần lượt ngã xuống đây quả thực chính là thần thoại a không lợi hại làm sao có thể là chủ tử của chúng ta mộ nhướng mày đúng vậy mộ nhất đại ca nói không sai chủ tử của chúng ta tự nhiên là bất phàm không lợi hại làm sao có thể là chủ tử của chúng ta này này tiểu thập sờ sờ đầu ngây ngốc cười cổ cầm vô song bị hách liên dung bày ở mặt bàn trong lòng nhất thời có chút rối rắm rốt cuộc có muốn nói cho hách liên dung không gian hay không này nếu không muốn nói thì đừng miễn cưỡng chính mình tôi sẽ không phiền đâu sẽ không để ý nhưng rất tò mò không rõ những thứ trong truyền thuyết mới tồn tại vì sao lại tập trung trên người nàng cảm ơn bạn cảm ơn bạn ngươi sự hiểu biết cảm ơn ngươi không truy vấn cũng cảm ơn ngươi không vì điều này mà cảm thấy tôi không tin tưởng ngươi một ngày nào đó tôi sẽ nói với ngươi ban đầu của vấn đề nhưng ít nhất không phải bây giờ, mộ cô nương, cung chủ, nên dùng bữa rồi. Bên ngoài truyền đến thanh âm của tiểu cảnh, ừm. Hách liên phong nhàn nhạt từ một tiếng ra ngoài. Chúng ta đi thôi, tốt. Vô song gật đầu, trên bàn ăn, mặt liên đã ngồi ở chỗ đó trong mong nhìn chầm chầm thức ăn trên bàn, thấy hách liên duật cùng vô song đi vào, lúc này mới vội vàng đứng dậy kéo ghế cho hai người, vô song hơi sửng sốt, cũng không nói gì, trực tiếp ngồi xuống, Hách Liên Duật thì nhàn nhạt liếc mực một cái mới ngồi xuống, nhìn bộ dáng của ngươi nhìn xuyên qua thu thủy, người không biết còn tưởng rằng ngươi là đang chờ cái gì đã lâu không gặp người trong lòng đâu. Mộ Nhất ở một bên cười khẽ trêu chọc nói, vậy thì sao? Phu nhân cùng gia chính là người ta yêu nhất, ta mới vừa ăn một miếng. Hách Liên Duật nhàn nhạt liếc hắn một cái, mới ăn một miếng, ý tứ là ta còn chưa ăn no, ngươi đừng ghê tởm như vậy làm cho ta không ăn được cơm mặt liên nhàn nhạt cắt một tiếng, sau đó cầm lấy đũa băm nhỏ, hồng tụ ngẫu nhiên to gan gấp cho hắn một ít thức ăn, hắn cũng không có nói cái gì, mà là ăn hết, vô song cảm thấy dạ dày của mặt liên có thể so với dạ dày trâu bò, phỏng chừng để cho hắn ăn một ngày hắn cũng sẽ không ghét bỏ, mấy người đang ăn cơm, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân, cung kính ngồi sổn bên cạnh hắc liên dung nói, cung chủ, Đường lớn ngõ nhỏ bên ngoài đều đã bị dán đầy chân dung hoàng hậu cùng ngũ công chúa, còn có, lão quốc công kia cũng đã bị đưa vào thiên lao rồi. Vô Song âm thầm kinh ngạc, nhìn thân thủ cùng cách ăn mặc của người này, hẳn là ám vệ, không nghĩ tới bên cạnh Hách Liên dục lại có ám vệ, chỉ là vì sao lúc trước nàng cũng không phát hiện, đừng nghĩ nữa, bọn họ hôm qua mới tới. Tự hồ nhìn ra nghi hoặc của nàng, Hách Liên cảnh nhẹ giọng giải thích, "Ồ, khó trách, nàng liền nói mình làm sao có thể không nhìn thấy, lấy năng lực nhìn đêm cùng phối cảnh của mình." những người này hẳn là đã sớm để cho nàng phát hiện mới đúng huynh đệ hồi lâu không gặp lên bàn uống hai chén mặt liên dừng đồ trong tay lại nhìn người nữa ngồi sổng trên mặt đất nói mặt hộ phát khách khí rồi chúng ta đã ăn qua rồi ai dám ngồi cùng bàn với anh ta đồ ăn cuối cùng ăn được cũng không bằng một phần ba của hắn nước cùng bàn với hắn ít nhất phải chuẩn bị đầy một bàn thức ăn mới đủ tiếp tục âm thầm quan sát đúng rồi đừng để người phát hiện sự tồn tại của các ngươi, còn có, nếu có tin tức của hoàng hậu, liền thích hợp tiết lộ cho tam hoàng tử, vâng. Hắc y nhân kia đáp ứng qua đi, liền nhanh chóng lóe ra khỏi đại sảnh, trong đại sảnh trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, tới vô ảnh đi vô tung. Kinh công của A Toàn càng ngày càng tốt. Mặt liên tán thưởng nói, ừm, cho nên ngươi sau này có thể ăn ít một chút, nói không chừng kinh công so với hắn còn mạnh hơn. Hách liên ruột gấp một miếng thịt cá bỏ vào trong chén vô song, lúc này mới ngẩng đầu nhìn mực liên một cái, mặt liên thân thể cứng đờ, sau đó ngẩn ngẩn nói, hầu gia phu nhân đã từng nói qua, thân thể là tiền vốn cách mạng, làm cái gì cũng phải chiếu cố thân thể tốt trước mới là chính sự, quả thật là vật lấy loại tụ, người lấy quần phân. Hách liên lan nhẹ nhàng lắc đầu, vô song nhướng mày, hắn đây là ý gì, ông ơi, đây là ngươi không đúng, ngươi mắng tôi có thể, ngươi làm sao có thể mắng phu nhân đây mặt liên đặt đũa trong tay lên chén vẻ mặt không đồng ý nhìn hắn khách liên duẩn không hiểu sao lại nhìn hắn ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc song nhi đầu óc tốt sẽ không bị các ngươi thiên vị ý tứ chính là khả năng miễn dịch của nàng mạnh sẽ không lây nhiễm cho các ngươi ngốc kình cắt các... ta ăn no rồi mọi vị chậm rãi hưởng thụ sau khi nói xong yên lặng đứng dậy luyện kinh công chậm rãi ăn ngày mai ma ngươi đi gặp một người ta đã ăn xong rồi nhìn trong chén đầy thịt vô song có chút ảo não nàng nghĩ lần sau mình ăn cơm có muốn tìm vị trí cách khách liên dung xa một chút hay không nào song nhi uống canh gà xong ngươi quá gầy uống nhiều đi ngọc ma ma giúp nàng múc một chén canh gà tự mình bưng đến trước mặt nàng vô song hơi nhíu mày âm thầm đánh giá mình một phen rõ ràng không có rất gầy được rồi cái này gọi là trung bình được rồi, nhiều thịt hơn nữa cũng không tốt, chẳng qua, tâm ý của Ngọc Ma Ma cũng không tiện cự tuyệt, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn một hơi uống hết. Ngự kiếm sơn trang thứ 256, y, sáng hôm sau, tiếng chim hót từ hậu viện sâu kín truyền đến, tiếng chuông chùa miếu trên núi cũng vang lên, thời tiết hôm nay thật không tệ, trời xanh mây trắng, núi cũng trong sạch, nước cũng tú, tâm tình cũng rất tốt. Hồng tụ ở hậu viện tâm tình rất tốt thì thầm nhìn mùa xuân đầy mặt ngươi, ta nhìn trời cũng không thay đổi, đông ngạo quốc vốn là một sơn thanh thủy tú, đâu chỉ có hôm nay. Tiểu Anh Kinh thường liếc cô một cái, vô song ngồi trên tảng đá lớn ở một bên, ngẩng đầu ngắm nhìn hoa tí tô trên cây hò tím, thỉnh thoảng có mấy con chim nhỏ nghiêng đầu ở bên trên, nhảy tới nhảy lui, hoặc là có mấy con ong ong ở trên đó ong 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 ù ù hái mật hoa. Năm nay cây hồng tím nở rất tốt, những năm trước nở thưa thớt thưa thớt, một chút cũng không đẹp, năm nay là cả cây đều nở hoa, ngửi thấy mùi thật. Tiểu hoa nhặt những bông hoa rơi xuống đất, cười hì hì nói, đó là bởi vì năm nay lại có khách quý ở đây. Hồng tụ khẽ nâng cầm, chỉ chỉ vô song ngồi ở một bên, tiểu cảnh âm thầm gật đầu nói, mộ cô nương vừa nhìn liền không phải phàm nhân, nhìn nàng ta vừa đến, hoa năm nay đều nở đặc biệt sáng lạng, lúc đó hoa triều ngọc cùng nửa cành sen nở đặc biệt tốt, đây cũng là sau khi mộ cô nương tới mới phát sinh, vô song nghe xong, chỉ cười trừ đi, những thứ này sở dĩ mở ra sáng lạng như vậy, cũng không phải quan hệ của nàng, mà là không gian tùy thân của nàng, nàng thường xuyên vào trong không gian tắm rửa, sau khi đi ra trên người đều sẽ dính một ít, sau khi đi ra, khả năng sẽ khuếch tán vào trong không khí, cuối cùng bị những hoa cỏ cây cối này hấp thu, phu nhân, gia tìm ngươi, vô song quay đầu lại nhìn, thấy là mặt liên đang gọi nàng. Lúc này mới đứng dậy cáo từ với mấy người hồng tụ, ta còn có việc, liền đi trước, các ngươi chậm rãi chơi sau khi nàng nói xong liền xoay người rời đi ngày hôm qua nghe hách liên dung nói muốn dẫn nàng đi gặp một người nàng rất tò mò rốt cuộc là loại người gì sẽ để cho hách liên dung tự mình dẫn nàng đi kiến thức phải biết rằng hai người quen biết lâu như vậy thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hắn nói muốn dẫn mình đi người khác nghĩ đến người này ở trong lòng hách liên dung phân lượng hẳn là không thấp có đôi khi cô sẽ cảm thấy rất kinh ngạc theo lý thuyết với tính cách của hách liên lan bạn bè hẳn là không nhiều lắm mới đúng nhưng bạn bè của anh so với tưởng tượng của cô còn nhiều hơn hơn nữa một người xuất sắc hơn một người từ mộ dung hạo đến bắc thần và lạc lưu họ đều là những người có thân phận bất phàm hơn nữa họ đều có một đặc điểm chung mặc dù thân ở vị trí cao phong lưu ẩn chứa nhưng đều là một đám người phóng khoáng bất kham mà hách liên duật cũng chính là người có tính cách này đây có lẽ cũng là nguyên nhân bọn họ có thể thân là bạn tốt về phần người sắp gặp này tính cách như thế nào giới tính như thế nào bộ dạng như thế nào địa vị là cái gì có thể cùng bọn lạc trăng có điểm chung giống nhau hay không nàng liền không biết tới đây chúng ta đi thôi thấy người từ cửa sau trở về khách liên dục vội vàng đem chén trà trong tay đặt trở lại trên mặt bàn hai tròng mắt mỉm cười nhìn nàng vô song nhẹ nhàng gật đầu tiến lên sóng vai cùng hắn bên ngoài mặt liên đã chuẩn bị xong xe ngựa lần này cùng đi còn có mộ nhất sau khi nghe mặt liên nói bọn họ muốn đi ngự kiếm sơn trang mộ nhất liền không kiềm chế được nữa trước đó đã từng nghe sư phụ ngô hạo của bọn họ nói qua ngự kiếm sơn trang này thần kỳ cỡ nào người bên trong lợi hại cỡ nào quan trọng nhất là người ta còn đặc biệt khiêm tốn hắn đã sớm muốn kiến thức thế nhưng cũng không biết ngự kiếm sơn trang ở nơi nào biết cũng không đi được hôm nay tốt rồi rốt cục có thể đi tới thăm vùng đất thần kỳ trong miệng sư phụ làm tốt rồi chúng ta khởi hành đà lạt bên ngoài truyền đến âm thanh có chút hài hước của mặt liên, xe ngựa vững vàng chạy trên mặt đường, hiện giờ đông ngạo quốc đã khôi phục yên tĩnh, cho nên đám người trên đường lại dần dần nhiều hơn. Khi đi ngang qua cây cầu đá kia, vô sông vén rèm xe lên, tuy rằng dùng phối thị cũng có thể nhìn, nhưng sẽ tiêu hao một ít linh khí, đối với chuyện giơ tay lên, tốt nhất vẫn là đừng quá ỷ lại vào nhìn thấu mới tốt, tiếng của đông ngạo quốc thật nhiều, hình như là một năm bốn mùa đều có chứ vô song nhìn con én rơi trên cây liễu, quay đầu hỏi, vâng. Quả thật như vậy, mùa đông bên này cũng không tính là quá lạnh, chúng nó cũng không cần bay đến nơi khác đi qua mùa đông, quả thật là một nơi tốt. Có thể thai ngén ra linh khí địa phương, có thể không phải là một địa phương tốt sao, xe chạy qua cầu đá, đi thẳng về phía một con đường nhỏ, hai bên đường nhỏ đều nở đầy một ít hoa dại không biết tên, bướm ở khắp nơi nhẹ nhàng nhảy múa. Ông mật càng cần cù hái mật hoa, thoạt nhìn rất náo nhiệt, mặc dù con đường này rất yên tĩnh, con đường này làm sao cảm giác được đi thẳng lên núi, ừm. Hách liên lan gật đầu, người chúng ta muốn gặp, là ở trên núi sao? Chẳng lẽ là một cao nhân ẩn thế, coi như là đi. Hách liên lan cười khẽ gật đầu lần nữa, vô song ở trong lòng âm thầm xác định, người này chính là cao nhân ẩn thế, con đường tuy quanh co, uốn lượng, nhưng may mắn đều đã được sửa chữa, không có cảm giác gập ghềnh. một đường đi tới, vẫn rất an ổn càng đi vào bên trong cây cối càng cao lớn đến trong cùng ngoại trừ con đường ở giữa hai bên đều là một ít núi sâu lão lâm ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy một hai tiều phu đốn củi cũng không nhìn thấy những người khác nữa không biết qua bao lâu xe ngựa mới dừng lại trước một mảnh rừng trúc a à, không còn đường nữa bên ngoài truyền đến thanh âm có chút kỳ lạ của ngộ nhất đến rồi chúng ta đi xuống đi Hách liên duột nhìn về phía vô song đang trầm mặt đánh giá rừng trúc trước mắt, thấy bộ dáng trầm tư này của nàng, hắn âm thầm nhướng mày, tiểu nữ nhân này không phải đã nhìn ra cái gì chứ, ừm. Vô song thu tầm mắt trở về, không thể tưởng được phía sau phiến trúc lâm này, cảnh sắc lại mê người như thế, xem ra nàng đoán không sai, người ở chỗ này quả nhiên là một thế ngoại cao nhân, không nói trúc trận trước mắt này, liền nói cảnh sắc như mộng như ảo bên trong, nói là cảnh vật ở trên thiên đình cũng không quá đáng cái này cũng không còn đường còn đi như thế nào a. À? Mộ nhất âm thầm sốt ruột, đây là trúc trận, phá trúc trận này chúng ta liền có thể đi vào. Vô song lướt qua mộ nhất, nhàn nhạt nói, hách liên dược nhướng mày, tiểu nữ nhân này quả nhiên nhìn ra manh mối, thật sự là không đơn giản, ngay cả trúc trận sư phụ tự mình bày ra cũng nhìn ra được, nếu để cho sư phụ biết, phải khổ sở bao nấy, phu nhân quả nhiên là phu nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi này bất đồng nhớ năm đó lúc hắn vừa cùng gia gia nhà mình đến, đó là quan sát nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì bất đồng, hắn lúc ấy còn cảm thấy buồn bực, nhà mình vì sao phải dừng ở trước phiến rừng trúc này, hắn nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, đó vẫn là một mảnh trúc lâm A, à, làm sao có cái gì khác nhau, trúc trận là cái gì. Mộ nhất khó hiểu, hắn bất quá chỉ là tiểu tử ngốc mới tham gia giang hồ, tha thứ cho hắn không biết trúc trận mai trận gì. Những thứ này là vì mê hoặc người mà gieo, cũng là vì phòng ngừa địch nhân có thể tiến vào bên trong ở trên chiến trường cũng có thể vận dụng trận pháp khác nghĩ một ít thạch trận gì đó vô song lên tiếng giải thích nàng đối với trận pháp không quá hiểu rõ cũng không hiểu làm thế nào bày ra bất quá tìm trận nhãn loại chuyện này đối với nàng mà nói quả thực chính là chuyện dễ dàng ai bảo nàng có bản lĩnh nhìn thấu như vậy còn ở chỗ này làm gì đi thôi vô song nói xong dẫn đầu đi về phía trận nhãn Hách liên duyền sững sờ nhìn phương hướng cô đi tới, trong lòng cảm giác một đám ngựa bùng cỏ từ trước mắt chạy qua, hắn năm đó bái sư, nhưng phải mất suốt nửa tháng mới phá trúc trận này, tiểu nữ nhân này cứ như vậy đảo qua, liền phá, lần này được rồi, chẳng những sư phụ phải khổ sở, bản thân hắn phải khóc trước, chương 257 ngự kiếm sơn trang, hai, đi thôi. Hách liên lan lắc đầu khẽ thở dài, vâng. Mặt liên dắt xe ngựa, cùng mộ nhất hai người đi ở phía sau. Bởi vì tìm được đường đi vào, cho nên mấy người đi vào không đến mấy phút đã xuyên qua rừng trúc, gió mắt xẹt qua, lạc anh rực rỡ, nơi lọc vào mắt, tất cả đều là hoa cỏ, hồ điệp ở khắp nơi nhẹ nhàng nhảy múa, hoa ngủ trên mặt hồ nở vẻ đẹp đặc biệt, ngẫu nhiên có vài con cá chết nhảy ra khỏi mặt nước, cách đó không xa có một thác nước, nước chảy va chạm vào tảng đá lớn, bọc nước bắn tung tuế dưới ánh mặt trời chiếu rọi tạo thành từng đạo hồng kiều, tiên cảnh nhân gian cũng bất quá là như thế mộ nhất cúi đầu nỉ non quả nhiên là ngự kiếm sơn trang chỉ riêng nơi ở này cũng không tầm thường khó trách sư phụ lại khao khát như vậy nếu có thể ở một nơi như vậy chính là để cho hắn cả đời không ra khỏi núi hắn cũng cảm thấy đáng giá nơi này là cửa trước của ngự kiếm sơn trang ngự kiếm sơn trang còn chưa tới mặc liên quay đầu lại giải thích với mộ nhất ngự kiếm sơn trang vô song khẽ nhíu mày liễu ngự kiếm sơn trang nàng chưa từng nghe nói qua chẳng lẽ rất nổi danh vâng chủ tử sợ là không biết, ngự kiếm sơn trang là áp đảo bốn nước, nói như thế nào đây, chính là đứng đầu giang hồ, thế nhưng ngự kiếm sơn trang luôn luôn làm việc khiêm tốn, rất ít xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mộ nhất gật đầu giải thích, thì ra ngự kiếm sơn trang mạnh như vậy. Hách liên phong cùng ngự kiếm sơn trang có quan hệ gì, sư phụ đã từng nói qua. Lão Trang chủ ngự kiếm Sơn Trang ngoại trừ nhi tử duy nhất của hắn là Diệp Phong ra, cũng chỉ thu một đệ tử ngoại lai, chính là cung chủ vô ưu cung mộng vô ưu, mộ nhất nói xong, còn nhìn hách liên duật một cái, thì ra hách liên phong cũng coi như là người của nửa ngự kiếm sơn trang A, mấy người vừa đi ven đường vừa tán gẫu, thẳng đến khi xuyên qua hậu sơn, mới nhìn thấy mấy tòa viện lạc, bốn phía sân đều chứa đầy hoa cỏ, hơn nữa rất u tĩnh, có loại cảm giác thế ngoại đào nguyên, sao lại cảm giác như không có người chứ, dọc theo đường đi tới, ngoại trừ tiếng trùng minh và tiếng nước chảy rầm rầm ra, cũng không thấy một người nào nữa, ngay cả tiếng người cũng không nghe thấy, canh giờ này, tất cả mọi người ở dưới chân núi luyện công, hôm nay là ngày sư huynh trở về, bọn họ phỏng chừng còn chưa giải phóng sớm như vậy. Hách Liên Dung vừa đi nói, sư huynh trong miệng hắn, hẳn là con trai của lão trang chủ Diệp Phong Vô Di, Biết Nhi, mấy người đang định tiếp tục đi về phía trước, đã thấy một phu nhân sách giỏ vẻ mặt mừng rỡ hô, xem ra đại khái là hơn 30 tuổi, bất quá, có thể tuổi thật hẳn là không nhỏ như vậy, sư nương. Lâu như vậy không gặp, sư nương lại trẻ hơn không ít, vô song cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hách liên dục sáng sủa như vậy, thật giống như một người nhìn thấy người ỷ lại nhất trong sinh mệnh của mình, chuẩn xác mà nói, liền nghĩ một tiểu hài tử nhìn thấy mẫu thân của mình, cái loại mừng rỡ cùng kích động này cứ như vậy tự nhiên đi ra, hách liên dục gọi nàng sư nương, đó hẳn là giai phối của lão trang chủ, diệp phu nhân, bộ dáng này của hắn, cho dù là ở trước mặt mẫu thân ruột thịt duệ vương phi của hắn cũng không có qua ở trước mặt vú nuôi ngọc ma ma hắn cũng không có ngươi tiểu tử này còn biết trở về thăm sư mẫu chuyện này đã qua bao lâu cũng không biết trở về xem một chút sư nương ta đây không phải là bận sao sao anh không gặp sư phụ ngươi sư phụ a cùng ngươi sư huynh ở phía sau núi đâu ngươi chung bá hôm nay có việc cho nên gọi ngươi sư phụ đi làm giám sát viên đây có phải không Diệp phu nhân nghi hoặc nhìn vô song, trong mắt còn lộ ra ánh sáng, ánh mắt còn mập mờ liếc nhìn hách liên Duật một cái, sư nương, chính là ngươi nghĩ như vậy. Song nhi, đây là sư nương của ta. Hách liên dung kéo tay vô song, cười khẽ nói, trên mặt vô song thủy chung lộ ra một nụ cười yên tĩnh, nàng hướng phu nhân kia hơi gất đầu, Diệp phu nhân, thật sự là một đứa nhỏ ngoan, ngươi giống như tiểu tử này, gọi ta một tiếng sư nương là được, Diệp phu nhân quá thấy ngoài sư nương vô song nhàn nhạt hô một tiếng được rồi chúng ta đi vào đi đừng đứng ở chỗ này a à. mặt liên tiểu tử mang theo tiểu huynh đệ bên cạnh ngươi cùng nhau tiến vào sáng nay ta làm rất nhiều điểm tâm đi vào nếm thử nói xong còn lôi kéo vô song cùng nhau đi vào vô song nghiêng đầu nhìn hách liên duật một cái chỉ thấy hắn nhúng nhúng vai sau đó đi theo thật sự là chỉ nghe người mới cười không thấy người cũ khóc a à. sư nương nhìn thấy Song nhi liền quên ta Hách liên phong đi tới bên cạnh hai người, ra vẻ ưu thương nói, Phốc suy, đã lớn như vậy rồi, còn giống như tiểu tức phụ, thật sự là càng giống ngươi sư huynh. Diệp phu nhân tức giận lườm hắn một cái, nào, bọn nhỏ ngồi trước, sư nương đi gọi người ra hậu sơn tìm sư phụ cùng sư huynh trở về, ừm. Hách liên duật cực cực đầu, ngồi ở bên trái vô song, tiểu hàng, đến đây, phu nhân, ngài tìm ta chuyện trên. Một gã sai vặt ăn mặc tiểu tử từ trong phòng bếp đi ra, cung kính hỏi: "Ngươi đi hậu sơn gọi trang chủ cùng thiếu trang chủ trở về, nói là đồ đệ của hắn mang theo tiểu tức phụ đến xem hắn, mau đi." "Vâng, phu nhân." Sau khi người nọ lên tiếng, liền đi ra cửa sau. Trong lòng Vô Song rối rắm một trận, mình và Hách Liên Duật còn chưa thành hôn, lớn tiếng huyên náo như vậy thật sự tốt không? Không phải người cổ đại luôn rụt rè sao? Vì sao những người nàng quen biết đều rụt rè? Nào đây là bánh trà, là dùng lá trà tốt nhất ở hậu sơn làm thành, đều nếm thử đi. Lúc Diệp phu nhân đi vào phòng bếp, bưng một đĩa bánh ngọt xanh mướt đi tới, mặt Liên dẫn đầu đưa tay cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng, ừm, không có vị đắng, tay nghề của trang chủ phu nhân lại thấy dài, thật ngon, bởi vì năm đó khi Hách Liên Dung đến bái sư, hắn cũng thường xuyên đến theo, cho nên đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc, nghe nói sư đệ mang theo mỹ nhân tức phụ đến, người ở đâu? không thấy người của mình, trước tiên nghe thấy tiếng nói của nó, vô song khẽ nâng hai mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, lại thấy nhất công nhân, nhìn nhất cử nhất động kia, mặc dù là chạy tới, trên trán còn lưu lại hai giọt mồ hôi, nhưng vẫn lộ ra khí tức nhã nhặn như trước, một bộ bạch bào mặt trên người hắn, nhìn có vài phần tiên phong đạo cốt, sư huynh sốt ruột như vậy, người không rõ còn tưởng rằng ngươi là nhìn ta sắp cưới vợ, trong lòng không vui. Hách liên phong xoay người, Tự Tiếu Phi Tiếu trêu chọc nói, Diệp Phong nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười khẽ ra tiếng, quả nhiên vẫn là sư đệ hiểu ta, biết ta luyến tiếc ngươi lập gia đình, ai, cái gì loạn thất bát tao, ta xem ngươi là ghen tị ngươi sư đệ tuổi so với ngươi nhỏ hơn, lại so với ngươi cưới vợ trước đi. Phía sau truyền đến một tiếng nam sinh trung niên hùng hậu, vô song nhìn qua, thấy một người trung niên có vài phần giống Diệp Phong, trong lòng nhất thời hiểu được, cái kia hẳn là lão trang chủ, phụ thân biết là tốt rồi cần gì phải nói ra mất mặt biết bao diệp phong che mặt sâu kín nói lão trang chủ liếc hắn một cái lướt qua hắn đi về phía trước mấy người đều từ trên ghế đứng lên chờ hắn đi vào vị này chính là tiểu tức phụ của điếp nhi đúng không vâng tốt tốt xem ra hình như còn có mấy cái như vậy lão trang chủ tiến lên đánh giá vô song một phen sau đó gật gật đầu tán thưởng vô song không tiếng động cười người ngự kiếm sơn trang này quả nhiên không đơn giản, nhìn lão trang chủ này, nếu mình cùng hắn đánh nhau, chỉ sợ còn phải tụt lại phía sau một mảng lớn, đương nhiên, ưu thế lớn nhất của nàng là có đấu cầm, còn có ngọc tiêu, nếu không cần hai người này, lấy võ công hiện tại của nàng phỏng chừng cũng không đủ nhìn. Chương 258 Ngự Kiếm Sơn Trang 3, Song Nhi, đây là sư phụ của ta, đây là sư huynh của ta. Hách Liên Dung đơn giản minh ràng giới thiệu hai người cho vô song, Vô Song cười cho hai người hơi hành lễ, không phải Hách Liên Dung nói chỉ là tới gặp một người sao, sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, mau ngồi xuống, đói bụng chứ. Sư nương đã gọi người chuẩn bị bữa trưa cho các ngươi, sau khi dùng bữa liền nghỉ ngơi trước. Diệp phu nhân thân mật vỗ vỗ tay Vô Song dịu dàng nói, cô vẫn luôn muốn có một đứa con gái, nhưng bởi vì sau khi sinh ra Diệp Phong, sinh ra một trận bệnh nặng làm tổn thương thân thể, hiện tại thân thể đã khôi phục, chỉ là người đã già sinh con gái loại giấc mộng không thực tế này cũng không tiếp tục làm nữa, ừm. Vô song khẽ gật đầu, nào, mỹ nhân đệ muội, nói ngươi làm sao gặp được sư đệ vô lương tâm như ta. Diệp Phong đặt mông mở mặt liên ở một bên, ngồi đối diện vô song, chống đầu cười khanh khách hỏi, gia gia nhà ta ở vô lương tâm cũng không có ngươi vô lương tâm. Mặt liên buồn bực biểu môi, tự động chuyển mông đến ghế dựa bên cạnh mộ nhất, đừng để ý tới hắn, hắn là người này có chút vấn đề, ngươi sau này thấy hắn muốn trốn xa một chút sau khi hách liên duật rót chén trà cho lão trang chủ ngẩng đầu nói với vô song cái gì ở đây có vấn đề ngươi ở đây mới có vấn đề có hiểu tôn trọng trưởng bối hay không diệp phong trực tiếp ném chăn trong tay qua hách liên duật đưa tay vững vàng bắt lấy tính cách sư huynh vẫn tàn bạo như vậy người ta vừa nói thật liền muốn giết người diệt khẩu động tác của hách liên phong ưu nhã đặt chén trà trên mặt bàn cũng không ngẩng đầu lên nói trong tàn bạo cũng không có ngươi tàn bạo, đang yên đang lành mở một vô ưu cung giết người, ta tốt xấu gì cũng là chữa bệnh cho người ta, mà ngươi lại phụ trách giết người, ngươi ai tàn bạo hơn, vâng. Có thể đem một người sống y tử, y thư này quả thật cao cấp. Hách liên lan rất nghiêm túc gật gật đầu, cắt, rõ ràng là người nọ sắp chết có được hay không, lão tử cho. Ôi, ôi, Diệp Phong còn chưa nói hết, đã bị vật thể phi hành không rõ không biết từ đâu xuất hiện đánh trúng tráng, nhất thời đỏ bừng một mảnh, ngươi lão tử ở chỗ này. Chỉ thấy cái chén trong tay lão trang chủ đã không cánh mà bay, lúc này hai mắt lại sâu kính nhìn chầm chầm Diệp Phong, cái kia, hắc hắc, ngươi là lão tử ta, ta hiểu được. Diệp Phong một tay vuốt ve tráng, trên mặt lại mang theo ngớn cười, lão đầu chết tiệt, mỗi lần đều như vậy, có thể hảo hảo giảng đạo lý hay không? cái này gọi là võ không giỏi làm, sư huynh, ngươi đáng đời. Hách liên dung tự hồ nhìn ra suy nghĩ lúc này của hắn, không khỏi vui sướng khi người gặp họa hướng hắn nâng chén trà trong tay lên. Song nhi, ngươi đừng để ý tới bọn họ, hai tiểu tử kia nơi này đều có vấn đề, ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp mặt đã lên, phỏng chừng là mệnh phạm xung. Diệp phu nhân quay đầu hiền lành cười nói. Thân thể Hách Liên Phong và Diệp Phong hơi cứng đờ, sau đó liếc nhau, hai người đồng thời khẽ cười ra tiếng, bọn họ từ khi nào thì bị giết. Rõ ràng là rất tốt, được chứ, bất quá chính là động một chút liền luận bàn lẫn nhau, ai cũng không muốn chịu thua mà thôi. Nghe Thúy Nhi nói qua, muốn đem cô nương chữa tốt ôn dịch kia mang đến cho ta xem, người đâu? Chẳng lẽ là tiểu tử này? Diệp Hùng, cũng chính là lão trang chủ nghi hoặc hỏi, không phải tại hạ, là ở hạ chủ tử. Mộ vừa thấy vậy vội vàng lắc đầu phủ nhận, ngươi chủ tử chẳng lẽ là có chậm trễ, cho nên không tới. Diệp Hùng có chút tiếc nuối, còn muốn thấy bộ mặt thật của thần y kia, không phải, chủ tử nhà ta đang ở đây. Mộ nhất cung đáp, ở đây. Diệp Hùng quét một bàn người, mặt liên hắn tự nhiên quen biết, hách liên dung lại càng không cần phải nói, mộ nhất này cũng không phải, vậy còn lại, cũng chỉ có vị tiểu cô nương vô song này, chẳng lẽ là. Diệp Hùng kinh ngạc nhìn vô song, đúng vậy. Hách liên lan kiên định gật đầu, wow. Thì ra đệ muội chính là thần y kia, cái này cũng quá, quá, thái thái lợi hại đi. Diệp Phong một hơi nói vài chữ thái, giống như dùng cái này để biểu đạt kinh ngạc cùng bội phục của mình. Diệp sư huynh quá khen rồi. Vô song kim tốn trả lời, ừm, tuổi còn nhỏ đã có học vấn cao như vậy, không sai, không sai, chỉ là không biết bí kíp chữa khỏi ôn dịch lúc đó là gì. Cho tôi xem được không? Diệp Hùng chờ mong nhìn về phía cô ấy, vô song nghe vậy, trong lòng âm thầm cả kinh, mình dùng linh tuyền, làm sao biết bí kíp gì. Đột nhiên, đôi mắt của cô sáng lên, tôi không sử dụng bí kíp gì, mà là phương pháp châm pháp 66 tề, nàng sẽ lục lục tề châm là chuyện mọi người đều biết, nói ra, hẳn là sẽ không như thế nào chứ, lục lục tề châm pháp. Nhưng lục lục tề châm pháp thất truyền đã lâu. Diệp Hùng khiếp sợ nhìn về phía nàng, nếu trên đời này chỉ có một bộ lục lục tề châm pháp như vậy, như vậy, là được rồi. Vô song gật đầu, không thể tưởng được trên đời này còn có người biết bộ trận pháp này, song nhi sư thừa là ai, vô song diện không đổi sắc là nói, gia sư là một du y, ta cũng chỉ là trong thời gian học châm pháp gặp qua hắn, sau đó hắn liền rời đi, ta cũng không biết hắn hôm nay đến nơi nào, cao nhân bận này, thật sự là đáng tiếc. Diệp Hùng có chút tiếc hận cảm khái, trang tử, phu nhân, đồ ăn đã chuẩn bị xong nhưng hiện tại truyền bữa một gã sai vặt đi tới cung kính nói truyền thiện đi vâng gã sai vặt kia đáp lại liền xoay người trở về phòng bếp trong lòng vô song âm thầm tò mò nàng ngồi ở chỗ này cũng không sai biệt lắm một canh giờ lại chưa từng thấy qua một tiểu nha hoàng ngay cả người phụ trách bưng trà rót nước đều là gã sai vặt nơi này chẳng lẽ ngoại trừ dịp phu nhân ra cũng không có nữ nhân nào khác cái này cũng quá kỳ quái Người bình thường phụ trách sinh hoạt của Diệp phu nhân, chẳng lẽ cũng là gã sai vặt sao? Nào, Song Nhi, ăn nhiều một chút ha, đợi sau khi nàng phục hồi tinh thần lại, người ta đã đem đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, mà trong chén của nàng cũng có thêm rất nhiều đồ ăn, xem ra hẳn là đều là Diệp phu nhân gấp cho nàng. Ừm. Vô Song cười gật gật đầu với nàng, cầm lấy đũa đặt ở một bên, chậm rãi ăn. Hôm nay có dịp phu nhân phụ trách gấp thức ăn. Hách liên phong ngược lại không ân cần gấp thức ăn cho nàng như vậy, mà là tự mình ở một bên ăn. Cơm xong, Diệp phu nhân liền nói với mấy người: Phòng tôi đã gọi người dọn dẹp xong, đêm nay ở lại trước đi. Khó có được một lần, cũng đừng vội đi a. À. ở lại thêm vài ngày rồi đi cũng không muộn. Nếu là vô sự, chúng ta ở chỗ này vài ngày cũng có thể. Chỉ là gần đây có chút việc, chỉ sợ không thể ở lại quá lâu. Chờ tương lai chúng ta thành hôn ta nhất định sẽ mang sông Nhi trở về kính trà cho sư phụ cùng sư Nương. Hách liên lan có chút tiếc núi nói, Nương, ngươi nếu cảm thấy luyến tiếc, cũng có thể cùng sư đệ bọn họ xuống núi A, cũng không có xa lắm, bất quá là xe ngựa mấy canh giờ mà thôi. Phong Nhi nói rất đúng, ngươi nếu cảm thấy nhàm chán, cũng có thể theo dưới Nhi bọn họ xuống núi ở vài ngày. Diệp Hùng cũng lên tiếng khuyên nhũ, Này! Toàn bộ ngự kiếm sơn trang này đều là nam cũng không có tiểu cô nương bồi nàng, trong lòng hắn có chút ấy nấy, chỉ là vì tránh cho chuyện lúc trước lại phát sinh, hắn cũng không có cách nào. Chương 259 Ngự Kiếm Sơn Trang, 4, ngoài cửa truyền đến thanh âm nhộn nhịp, bất quá chỉ chốc lát sau, liền có một đám người đi vào, bọn họ khi nhìn thấy vô song đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại nhìn về phía hách liên dung bên cạnh vô song, a à, là mộng sư huynh. Khó trách trang chủ cùng thiếu trang chủ đều chạy nhanh như vậy, thì ra là bởi vì mộng sư huynh tới, mộng sư huynh tốt, một đám người nhao nhao hướng hách liên duật lên tiếng chào hỏi, bởi vì hách liên duật lấy thân phận mộng vô ưu đến bái sư, cho nên ngoại trừ Diệp Hùng cùng Diệp Phong còn có Diệp Phu Nhân cùng Trung Bá biết thân phận thật sự của hắn ra, những người còn lại đều chỉ biết hắn gọi là mộng vô ưu, luyện công đã trở lại. Tất cả đi ăn. Hách liên phong ngữ khí hiền lành dặn dò, vô song âm thầm đánh giá đám người này, đại khái nhìn lướt qua một chút ít nhất có hơn 50 người hơn nửa đầu đầy mồ hôi trong lúc nhất thời trong phòng đều tràn ngập mùi mồ hôi thối ngươi đừng để ý bọn họ a à, chính là luyện công tương đối lâu mùi mồ hôi trên người tương đối nặng nếu là chịu không nổi liền bảo duật nhi dẫn ngươi đi ra ngoài dạo chơi dịp phu nhân sợ vô song nghe không quen liền dịu dàng nói không có việc gì ta lớn lên ở nông thôn mọi người bình thường xuống đất trên người không chỉ có mùi mồ hôi còn có mùi bùn đất Tuy nói nàng chưa từng xuống ruộng, nhưng năm đó lúc rèn luyện, ngay cả vũng bùng nàng cũng từng vào. Mọi người đối với cô nương này tuy rằng có chút tò mò, bất quá cũng không mở miệng hỏi cái gì, mà là cầm bát xếp hàng ở một bên đánh cơm, thỉnh thoảng tò mò liếc trộm nàng vài lần. Người trẻ tuổi các ngươi đi ra ngoài chơi trước đi, thuận đường mang theo song nhi bọn họ đi quen thuộc hoàn cảnh sơn trang một chút. Diệp Hùng nhấp một ngụm trà, mở miệng nói, Diệp Phong gật gật đầu, vậy, sư đệ, Chúng ta đi thôi." Hách Liên Duật gật đầu về phía hắn, mùi mồ hôi trong phòng, tuy nói vô song không để ý, nhưng hắn ngửi cũng cảm giác hung, trước kia ngửi quen không có cảm giác gì, nhưng hiện tại đột nhiên ngửi, thật đúng là có chút chịu không nổi. Vô Song dưới sự dìu đỡ của Hách Liên Duật, đứng lên, dịp phu nhân bên cạnh nàng lại hiền lành vỗ vỗ tay nàng, bảo nàng cứ việc đi dạo, nếu là mệt mỏi, liền trở về nghỉ ngơi. Vô Song cảm kích cảm tạ, liền cùng mấy người Hách Liên Duật đi ra ngoài ngự kiếm sơn trang chia làm bốn biển, đông tây nam bắc uyển đông uyển là nơi bọn họ vừa mới ở cũng chính là nơi đãi khách và dùng bữa nam uyển là nơi một nhà trang chủ ở mà tây uyển là nơi chung bá ở về phần bắc uyển tự nhiên chính là ký túc xá của các đệ tử mỗi biển đều khác nhau đơn giản nhất là bắc uyển nơi đó rộng rãi hơn hơn nữa cũng không có ba uyển khác u tỉnh dễ chịu có thể là nguyên nhân bên này người tương đối nhiều vô sông thích nhất là tây uyển của chung bá Bên trong trồng rất nhiều thảo dược, còn có các loại kỳ hoa kiwi, vừa bước vào, một cổ hương thơm thảo dược liền xông vào mũi, điều này làm cho nàng nhớ tới hậu viện hồi xuân đường, đường lão cũng trồng rất nhiều thảo dược, trung bá luôn thích dược phẩm, cho nên bên này cậu ấy trồng rất nhiều thảo dược, ít nhất có hơn trăm loại không chỉ, đương nhiên, ông ấy đối với những loại thảo dược này cũng rất để ý, bình thường tôi vụng trộm hái một chút cậu ấy cũng đau lòng muốn chết. Diệp Phong chậm rãi, vừa đi vừa nói: hậu sơn là nơi nuôi súc vật và trồng dưa hấu rau củ quả đương nhiên cũng là nơi các đệ tử luyện công vì cái gì trong sơn trang này ít người như vậy vô song nghi hoặc theo lý thuyết có thể áp đảo bốn nước như thế nào cũng phải có mấy trăm người trở lên chứ nàng một ngày nay gặp qua ngoại trừ những gã sai vặt kia ra cũng bất quá chỉ có mấy chục người mà thôi đệ mùi này cũng không biết chứ kỳ thật ngự kiếm sơn trang nhân số ít nhất có hơn vạn người không chỉ bất quá bọn họ vừa xuất sư liền đi ra ngoài lịch lãm, không có chuyện gì bọn họ bình thường sẽ không trở về. Diệp Phong chắp tay sau lưng, nhìn cô giải thích, vô song âm thầm gật đầu, thì ra là như vậy, nghe có chút giống trường học, vừa tốt nghiệp liền rời đi, lúc tiến vào không phát giác, một trận cuồng này mới phát hiện, diện tích này thật sự rất lớn, có phải mệt mỏi hay không? Muốn không đến đình bên cạnh nghỉ ngơi một lát, không cần, ta chính là cảm thấy ngự kiếm sơn trang còn rất lớn. Sự tuyệt đề nghị của Hách Liên Duật, vô song đem nghi hoặc của mình nói ra, ngự kiếm sơn trang chiếm diện tích gần 2.000 mẫu, địa phương tự nhiên đủ lớn, gần 2.000 mẫu anh. Điều đó thực sự đủ lớn. Đi như vậy, toàn bộ đi dạo một lần, ít nhất cũng phải tốn nửa canh giờ thời gian không ngừng, chúng ta trở về nghỉ ngơi trước đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Sợ nàng mệt mỏi, cho nên Hách Liên Dung đề nghị tạm thời đi dạo tới nơi này, mấy người cũng đều đồng ý, Mộ nhất tâm lý âm thầm thỏa mãn, rốt cục nhìn thấy nơi sư phụ khao khát nhất, chờ nhìn thấy sư phụ, nhất định phải khoe khoang thật tốt. Sáng hôm sau, sư phụ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hách liên dục đứng trước trường trúc, nghiêm trang kính kính nhìn Diệp Hùng nói, sư đệ, ngươi biểu tình gì? Làm thế nào nó trông hơi khó chịu, song nhi nàng, phá trúc trận ngươi, hơn nữa chỉ dùng không đến một lát thời gian, phốt. Cụ cụ cụ, ngươi nói gì? Diệp Hùng bị chính mình sặc nước miếng, thanh âm nhất thời đề cao vài decibel, chọc cho mọi người bên cạnh nhau nhau nhìn sang bên này, khụ khụ, không có việc gì không có việc gì. Diệp Hùng xua tay nói, sau đó hạ thấp thanh âm bám vào bên tai hách liên dung hỏi, ngươi nói thật, không đến một lát sau đã đem trúc trận của ta phá vỡ, là thật. Hách liên lan rất khẳng định gật đầu, mặt Diệp Hùng trong nháy mắt trở nên rất quá dị, liếc mắt nhìn vô song một cái, trong lòng không khỏi cảm thấy thất bại. Năm đó hách liên dục dùng nửa tháng phá giải hắn đã cảm thấy là cực hạn, hắn lúc ấy còn âm thầm buồn bực thật lâu, hôm nay ngược lại, một tiểu nữ qua mười mấy tuổi, dùng không đến một lát sau đã đem trận pháp kiêu ngạo nhất của mình phá vỡ. Xem ra, trận pháp này nên đổi, phụ thân, vậy chúng ta đi rồi. Diệp Phong nghẹn cười, cáo từ Diệp Hùng, sau đó lại sùng bái triêu vô song giơ ngón tay cái, vô song nhìn không giải thích được, hảo hảo hướng mình so với ngón cái làm gì đi thôi đi thôi đi thôi đi vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn phải hảo hảo đem trận pháp cải tiến nguyên bản là dịp phu nhân cùng vô song bọn họ xuống núi nhưng dịp phong đột nhiên nhớ tới lúc trước mình vừa mới trở về nghe người ta nói đông phương dịp từng tới tìm mình hắn muốn đi hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì cho nên vừa lúc cùng nhau xuống núi hôm trước vừa mới trở về sơn trang hiện giờ lại phải bôn ba xuống núi thật sự là mệt quá Diệp Phong tựa vào trên xe, có chút mệt mỏi thở dài, hơn nửa năm nay, ngươi và sư phụ đã đi đâu? Hách Liên Phong cũng tựa vào một bên, hỏi, còn có thể đi đâu nữa? Bất quá chính là đi khắp nơi, ngẫu nhiên vào trong núi sâu hái thuốc, đám Bắc đình quốc cách đây không lâu cũng từng đi ngang qua, còn đi vào bái phỏng đường lão một chút, đúng rồi, bách hoa trấn kia cái gì tiên tử cư, đồ ăn nhà kia, hương vị thật tuyệt, đó là tự nhiên, ngươi có biết tiên tử cư là ai lái không? Hách Liên Lan nhướng mày, Đường lão hẳn là sẽ không nói chứ, làm sao tôi biết được? Là Đường lão dẫn chúng ta đi, chúng ta phụ trách ăn là tốt rồi, làm sao quản là ai mở. Diệp Phong không thèm để ý vặn vẹo cổ, chương 260 bị lừa y, di, không đúng, chẳng lẽ ngươi quen biết chủ nhà kia? Hay là nói, ngươi chính là chủ nhân của tiên tửu cư? Diệp Phong lúc này mới có thể quá ý lấy tính tình của Hách Liên Phong làm sao có thể vô duyên vô cớ đưa ra loại vấn đề này, vậy nhất định là hắn mở, vậy cũng thiệt thòi lớn, sớm biết lúc ấy liền đóng gói một ít đường ăn, chủ gia tiên tử cư có người khác, nhìn ngươi một bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo, chẳng lẽ là... Được rồi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại là loại người này, đều có một mỹ nhân đệ muội lợi hại như vậy, ngươi thế nhưng còn nghĩ đến nữ nhân khác, hừ. Việc này ta nhất định phải nói với đệ muội diệp phong vẻ mặt phẫn nộ bất bình hô lên vậy ngươi cứ đi đi ta tin tưởng nàng sẽ không để ý hai tay hách liên dung khoanh quanh ngực lộ ra một nụ cười cổ quái mặt liên bên ngoài bắt xe cũng âm thầm cười trộm anh rất muốn nhìn thấy diệp phong đi báo cáo cho phu nhân bọn họ không phải phải sao chẳng lẽ đệ mùi đã sớm biết không tức giận sao trái tim của em dâu cũng quá lớn diệp phong có chút rối rắm hách liên lan cười khẽ một tiếng không tiếp tục nói chuyện nữa mà là nhắm mắt dưỡng thần mặt liên ở bên ngoài chạy xe thì âm thầm cười trộm phu nhân đâu phải là tâm lớn mà là người nọ vốn là nàng có được hay không anh ngược lại muốn xem cảnh dịp phong đi thông báo tin tức vô song bên này ta đã lâu chưa từng xuống núi không nghĩ tới đông ngạo quốc này đều thay đổi a à? dọc theo đường đi dịp phu nhân đều quan sát tình huống ven đường sư mẫu đã bao lâu rồi chưa xuống núi thật lâu rồi ta từ 18 tuổi đã sinh ra Phong Nhi, liền vẫn không xuống núi, chớp mắt đã qua 20 năm. Diệp phu nhân sâu kín khẽ thở dài, vô song nghe vậy sửng sốt, vậy quả thật rất lâu, thế sự thay đổi, một hai năm đều có thể thay đổi một chỗ, huống chi là 20 năm, đúng vậy, hôm nay xuống núi A, lòng ta lại kích động cùng chờ mong như tiểu nữ nhi mới xuất giá, ai? Rõ ràng chỉ có mấy canh giờ thời gian, ta lại cảm thấy giống như đi vài năm vậy. Diệp phu nhân lắc đầu khẽ cười nói, vô song không có tiếp lời, mà là hướng nàng mỉm cười, đây là cái gọi là trong gan tất thiên nha sao? Nơi này duy nhất không thay đổi, cũng chỉ còn lại cây cầu này. Còn nhớ rõ lúc mới đến Đông Ngạo quốc, ta từng lôi kéo sư phụ các ngươi ở hạ lưu cầu này một ngày hồ, lúc ấy nước nơi này so với hiện tại còn trong suốt hơn, nhìn cũng thoải mái hơn hiện tại rất nhiều, bây giờ tất cả đều đầy bèo, mặc dù những bông hoa nở ở phù bình rất đẹp, nhưng ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng nước, quả nhiên. Bất luận là người hay là chuyện, đều không chịu nổi thời gian gõ, thế sự vốn là như thế, sư mẫu không cần đa sầu đa cảm như thế, người này sống cả đời, không phải là muốn vui vẻ sao. Người nói là, là sư mẫu nhất thời nghĩ không ra, nhớ kỹ những chuyện bi xuân thương thu kia. Diệp phu nhân đồng ý gật đầu, chủ tử, Diệp phu nhân, đến rồi. Xe ngựa vừa dừng lại, liền truyền đến thanh âm mộ nhất, Vô song khẽ ừ một tiếng, liền tự mình dẫn đầu xuống xe ngựa, sau đó lại đỡ Diệp phu nhân xuống. Đây là nơi Dung Nhi ở đúng không? Cũng có mấy lần khác biệt. Diệp phu nhân vừa đến cửa, liền lên tiếng: Sư mẫu quá khen, cái này so với ngự kiếm sơn trang còn kém xa, muốn ta lựa chọn, ta tình nguyện ở trong sơn trang. Hách Liên Lan từ phía sau sải bước tiến lên, đỡ Diệp phu nhân cười nói: Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, muốn ta nói a? À ngoại trừ Bắc Đình Quốc Linh Sơn Thôn, vậy mới xây cái gì sinh thái thôn ra, cơ hồ không có chỗ nào so sánh được Sơn Trang chúng ta, Diệp Phong cũng đồng ý nói, ngươi nói gì? Làng sinh thái ở làng Linh Sơn. thách liên dược nhìn lướt qua vô song mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, chính là thôn sinh thái của Linh Sơn Thôn, phong cảnh bên trong thật tuyệt, nếu nói tự nhiên, đó nhất định là phong cảnh ngự kiếm sơn trang của chúng ta tương đối hơn một bậc nhưng nếu nói là quy hoạch mà nói phong cảnh thôn sinh thái kia thật sự so với ngự kiếm sơn trang chúng ta đẹp hơn vài phần hơn nửa phòng ốc bọn họ xây rất đặc sắc đều là thống nhất năm vào ba ra khỏi nhà so với nơi này tao nhã hơn nhiều còn có vài tòa nhà không giống nhau ta hỏi thôn dân nơi đó bọn họ nói là biệt thự nhỏ gì đều là một ít nhà gỗ nhỏ hai tầng cửa sổ dùng lưu ly cùng tiên tử kia trang trí ngược lại có vài phần tương tự. Nghe nói nơi đó nhà cửa muốn bán, ta cũng muốn mua một căn nhà, ngự kiếm sơn trang tuy tốt, nhưng rời xa người, mẫu thân ở một mình lâu khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn, nhưng ở bên kia thì khác, nơi đó có rất nhiều thôn dân thuần phát, ở chung cũng tương đối dễ dàng, chỉ là có chút tiếc núi, nghe nói trước mắt còn có một số chỗ chưa hoàn thiện, trước mắt còn đang trong quá trình trang trí, vô song đi ở một bên nghe vậy, mặt mày hơi nhướng lên, xem ra, nàng đã tìm được một vị kim chủ, ngươi thực sự muốn mua một ngôi nhà ở đó. Hách liên lan cười khẽ nhìn hắn, Diệp Phong rất kiên định gật đầu, sau đó nhíu mày nói, lúc tôi ở bên kia, thôn sinh thái cũng sắp xây xong rồi, hiện tại nói không chừng đã tốt rồi, có thể hay không đã bị người mua xong hay không, không có khả năng, đông gia không có ở đây, ai dám bán nhà lung tung. Hách liên lan lắc đầu, Diệp Phong nghi hoặc, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, làng sinh thái kia là ngươi hách liên lan nhướng mày có gì không thể có chuyện gì với tôi vậy mẹ kiếp là ngươi không sớm nói hại lão tử uổng công lo lắng một hồi chẳng qua ngươi tiểu tử thật là bảo mật a à. có ý nghĩ tốt như vậy mà không chia sẻ một chút cũng để lại cho ta một phần không phải sao ta cũng không nói chỗ đó là của ta hắn chỉ là nói có cái gì không thể mà thôi huống hồ tương lai là muốn cưới chủ gia sinh thái thôn nói là hắn cũng không quá mức chứ này ngươi nói chuyện có thể nói rõ ràng một chút không lúc thì nói là ngươi lúc lại nói không phải ngươi đùa giỡn với tôi thì sao diệp phong có chút không vui trước mắt mà nói quả thật còn không tính là của ta tương lai nói không chừng ngươi sẽ không có quan hệ với chủ thôn sinh thái kia chứ thiếu trang chủ ta nói với ngươi đông gia của sinh thái thôn kia là nữ nhân lớn lên xinh đẹp như thiên tiên bản lĩnh rất lớn hơn nữa a à quan hệ với gia gia chúng ta rất thân mật, đều sắp đến quan hệ luận hôn luận gã rồi. Mặt liên tiến lên, khoác lên vai Diệp Phong, rất tốt bụng nói cho anh biết, Diệp Phong nhất thời cũng không nghĩ tới trên người vô song, nhất thời trợn tròn hai mắt, được, hợp lại với ngươi không chỉ có quan hệ với chủ nhà tiên tử cư, còn có quan hệ với chủ nhà của thôn sinh thái, ngươi thật sự là một tên bại hoại, ngươi đúng với đệ muội sao. Diệp phu nhân đi ở phía trước vốn rất chú ý đến lời bọn họ nói, cũng âm thầm nghe, lúc này nghe được hách liên lan còn có lão tướng khác tốt, nhất thời không nghe theo, cái gì? Du học nhi à, đây chính là ngươi không đúng, song nhi là một cô nương tốt như vậy, ngươi đi đâu tìm? Sao lại đi tìm những nữ nhân không ba không bốn kia, phong nhi à, chúng ta không mua cái gì linh sơn thôn phòng ốc, ta cũng không dám ở loại phòng ốc nữ nhân này, từ sau khi xảy ra chuyện năm đó, nàng vẫn không thích loại nữ nhân thích câu chuyện bốn phía. Chương 261 bị lừa, hai vô song nghe vậy nhất thời có chút dở khóc dở cười sư mẫu ta song nhi a à, không có việc gì a à, sư mẫu là đứng ở ngươi bên này dung nhi nếu dám làm cái gì có lỗi với ngươi ta sẽ không tha cho hắn ngươi ngược lại để cho tôi nói xong nha khi nào tôi trở thành một người phụ nữ không ba không bốn vô song trong lòng buồn bực sư mẫu ngươi đừng nghe sư huynh nói lung tung ta há lại là loại người thủy loạn chung khí hách liên dược nhất thời cũng cảm thấy buồn cười hắn bất quá là muốn trêu chọc Diệp Phong, sao lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy, biết chân tướng Mạc Liên cùng mộ nhất ở một bên che miệng cười trộn, vậy tại sao? Mạc Liên cũng nói, ngươi cùng chủ thôn sinh thái kia đều phải đến mức nói chuyện hôn nhân luận gã, ngươi dám nói Mạc Liên nói không đúng. Diệp Phong kinh bỉ nhìn hắn một cái. Hách Liên Phong nhúng nhúng vai, có chút vô tội nói, ta quả thật có quan hệ với chủ thôn sinh thái kia, hơn nữa quả thật đến trình độ bàn hôn luận gã, điểm này ta mặc định diệp phong nghe vậy vội vàng la hét nhìn xem đi còn nói ta nói bậy. nương quay đầu lại hảo hảo giáo huấn hắn thật sự là quá không giống đệ mùi người tốt như vậy bị hắn khi dễ thành như vậy thế nhưng ăn bác nhìn vào nồi dung nhi a à, không phải ta nói ngươi lần này phong nhi nói không sai song nhi thật tốt một cô nương a à, ngươi sao có thể cô phụ nàng nó thực sự không giống nhau song nhi ngươi yên tâm ha sư mẫu nhất định sẽ vì ngươi đòi lại công bằng không phải a à, sư nương ta liền ta biết đệ muội kỳ thật ngươi không cần ủy khuất cầu toàn như vậy tục ngữ có câu thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm cần gì phải yêu đơn phương một cành hoa không đúng không hẳn là thiên nhai nơi nào không có hoa tươi cần gì phải yêu đơn phương một cọng cỏ vô song hách liên lan phốc suy cười chết ta cười chết tôi tôi không thể chịu đựng được ha 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 Mạc Liên ở một bên ôm bụng cười to, mộ nhất cũng cúi đầu, liều mạng đè nén ý cười, chỉ là hai bên bả vai của hắn vẫn run rẩy không ngừng, đây là gió thổi. Khóe miệng Diệp Phong hơi co giật, đang nói chuyện nghiêm túc, có gì buồn cười, không phải. Ha ha, vậy, sinh thái, chủ sở trường của làng sinh thái, không phải là ngươi, trước mặt các ngươi sao? Ha ha ha. Mặt liên giống như ăn kẹo cao su huyển mạch, căn bản không dừng lại được vô song nhìn khóe miệng co giật, Diệp Phong nói không sai, nha này chính là co giật, cái gì ở trước mặt chúng ta? Diệp Phong còn bộ dáng trong sương mù, Diệp Phu Nhân ở một bên ngược lại nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn vô song nói, chẳng lẽ người nọ là, vô song gật gật đầu, đều là ta, tiên tử cư chủ là ta, chủ thôn sinh thái cũng là ta. Cho nên hách liên lan không ăn trong chén nhìn trong nồi, nàng cũng không phải là nữ nhân câu ba câu bốn, cái gì? ta đi gia gia, hách liên lan, ngươi lại dám đùa giỡn lão tử. Diệp Phong lúc này mới ý thức được mình bị đùa giỡn, nhất thời miệng thô bẩn, gia gia ta ở tầng hầm trong Hoàng Lăng Bắc Đình Quốc, ngươi nếu muốn tìm hắn, có thể đi bên kia tìm. Hách liên dung vẻ mặt không sao cả buông tay, thân thể Diệp Phong chậm lại, mẹ kiếp, đã quên ông nội của tiểu tử này là hoàng đế đã từng đến. Người chết lớn, quên đi, không mắng nữa, Mặc liên, ngươi lại đây, lão tử không đánh chết ngươi ta liền không họ dịp, đột nhiên nhớ tới đùa dẫn mình còn có mặt liên một phần, dịp phong nhất thời mặt lộ ra vẻ mặt ngoan độc, tiến lên liền vung nắm đấm hướng mặt liên vung tới, mặt liên thấy vậy, vội vàng tránh thoát, lớn tiếng kêu cứu, gia, gia cứu mạng A, à. phu nhân cứu mạng A, à. dịp phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, mặt liên thì trốn sau lưng hách liên duật, thiếu trang chủ, ta không nói sai A, à. ta đây không phải là nhắc nhở cho ngươi sao. Cái này cùng gia gia nhà ta đến mức đàm hôn luận gã, cũng không phải chỉ có gia gia chúng ta sao. Là ngươi biết không thể quay lại, làm sao có thể trách ta đây, ta đi ngươi, hợp lại ngươi hai người đều đuổi kịp đến đùa dẫn lão tử đúng không? Giang mật, phải không? Hắn đã nói rồi, được rồi, nhà này sao lại đột nhiên giật mình cười to, thì ra là nhìn hắn bị đùa dẫn giống như khỉ, thần y. Anh đã trở lại hồng tụ xa xa liền nhìn thấy một đám người đánh nhau ầm ĩ, tập trung nhìn, mới phát hiện đứng ở phía trước là một phu nhân cùng thần y xa lạ, nhất thời hưng phấn hô lên, mặt liên vốn đúc sau lưng hách liên phong, vừa nghe được thanh âm là hồng tụ, vội vàng đứng thẳng người, may mắn, diệp phong nhìn thấy có mỹ nữ tới, cũng không làm chuyện thất lễ gì, mà là khôi phục thái độ công tử phiên phiên của chuyện cũ, mặt liên kinh thường liếc hắn một cái. Hắn cũng không cam lòng yếu thế liếc trở về. Ngươi hai cái này hàm tình mạch mạch, nhìn ta đều cảm giác lạnh lùng. Hách liên dược bởi vì kẹp ở giữa hai người, cho nên ánh mắt hai người này qua lại, hắn đều cảm giác rõ ràng. đương nhiên, trong mắt hắn, ánh mắt không hề có lực sát thương này, đó chính là chứng cứ hai người mặt mày truyền tình sạch. Lão tử không thích nam nhân không nói, chính là thích nam nhân, tốt xấu gì cũng phải chọn sư đệ ngươi như vậy chứ. Diệp Phong ra vẻ nôn mửa, khinh thường nói, thiếu trang chủ nói không sai muốn tìm nam nhân cũng phải tìm gia như vậy tìm triệu trang tử như vậy tính là chuyện gì mang ra ngoài những người khác nghĩ rằng tôi đã ngược đãi anh ta mặt liên cũng không cam lòng yếu thế sặc trở về này ngươi có nghĩa là gì lão tử lớn lên hoa dung nguyệt mạo sao lại không thể mang ra ngoài cứ như ngươi như vậy cho tiền bảo lão tử mang ra ngoài lão tử còn phải cân nhắc diệp phong cười nhạt lời của mặt liên phi cũng Tại hạ chính là cảm thấy thiếu trang chủ lớn lên quá khuynh quốc khuynh thành, cho nên mới không dám mang ra ngoài. Mẹ kiếp, ngươi đây là đem lão tử làm nương đúng không? Diệp Phong lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện ý tứ trong lời nói của Mạc Liên. Thấy hai người lại cãi nhau, Hách Liên dược dám vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Được rồi, hai đại lão gia, giống như cô nương gia, nháo cái gì nháo, cũng không sợ người ta chê cười." Cắt. Hai người đồng thời cắt một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi khác thần y mặc đại hộ pháp cùng vị công tử kia phát sinh chuyện gì hồng tụ vừa mới chạy tới vừa nhìn thấy hình ảnh này không khỏi có chút tò mò đừng để ý đến họ ngươi đầu tiên gọi cho người dân để thu thập hai phòng ra vâng tuy rằng đối với chuyện của hai người rất hứng thú nhưng thấy có khách nhân ở đây hồng tụ cũng không hỏi nhiều người vô ưu cung đều biết cung chủ bọn họ có một sư phụ rất lợi hại tự nhiên cũng biết ngự kiếm sơn trang tồn tại nhưng bọn họ chưa từng đi qua, cho nên, cũng không biết Diệp Phu Nhân cùng Diệp Phong, nhưng Dung Nhi cùng Song Nhi bọn họ đã trở lại. Mấy người vừa mới vào phòng khách, chợt nghe thấy thanh âm của mẹ Ngọc truyền tới, là cung chủ bọn họ đã trở về, mang theo hai vị khách nhân trở về. Thanh âm của Hồng Tụ cũng theo đó truyền đến, Ngọc Ma Ma nghe vậy, vội vàng nên đón, Ngọc Ma Ma. Hách Liên Phong dẫn đầu chào hỏi, sư mẫu, đây là vú nuôi Ngọc Ma Ma của ta, Ngọc Mama, đây là sư mẫu của ta. Triệu Mộng Ninh Hách Liên Lan giới thiệu hai người, Ngọc Mama. Diệp Phu Nhân dịu dàng chào hỏi, thì ra ngài chính là sư mẫu của Điếp Nhi, mau tiến vào ngồi một chút đi. Ta lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều, ta sau này liền gọi ngươi một tiếng A Ninh. Ngọc Mama cười ha hả tiếng lên nói, đây là tự nhiên, Ngọc Mama là trưởng bối, gọi ta như vậy tương đối thân thiết nàng đã lâu không gặp người bên ngoài sơn trang hôm nay thoáng cái nhìn thấy nhiều người lạ như vậy trong lòng nhất thời cũng có chút không thích ứng